lặng rắc khẩn tu tập và địa quan tài sắp và thâm man nụ phá về nè sà đà sô thi phô quân tu tê phô và tu tập và mong các lặng rắc khẩn tu tập và địa quan tài sắp và sân khai nụ phá về nè sà đà sô thi phô quân tu tê tất cả hành phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Xá thu lành thai, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp tổ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chứng tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở màu giải thoát cái liền kịp sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát qua tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh coi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện dình tam học với định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đạt, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dặn kinh chi cu sa la cầm măng cấp tập băng ký đi dặn mà cả dê nó quả cha mana sa thì đã sẽ su ga tăng cả tăng dê sa ta san nhị nô a thì dễ cho sa ta a san nhị nô ca tăng bên nhập hà lăng mày hằng sa bể pha ghi pha hoàn từ tệ dê tăng ca tăng sư quý đi tăng điện năng bên nhập hà lăng mày dạ dê cha ta thành a cha nan thì để qua gần ta như dễ đại dâm sa bê lo cam hi ye sa ta chi wa ta ra he tu ca ma mun nang pho cái năng sa bê là phan tu mầm a che ta sa ti phước căn con đã tạo thành na do thân khẩu ý tu hành dẻo nên na đều là phước báo vững bền có thể tiếp chung lên thiên đàng cung trời đảo lợi thọ nhàn chung sanh hữu tưởng nhân gian ta và chư thiên phạm thiên cùng là bằng trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chung đến hầu mạch ngay có người làm phước được dài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan quan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý dung thanh nhàn chung sanh thế giới ca hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cung dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đã quan năm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhục Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhục Quỳnh lễ bái tam bảo sám hối và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội. Mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sanh đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để con được học lại câu phúc kinh số 294. Dạ, ngài có nghe âm thanh của con, cho con một tín hiệu để con kính dâng mít đến ngài. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến ngài ạ.
Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sông Khai Dạ. Trước tiên kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng, kính chào cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào chư thiền nam tín nữ thiền hữu trí thức. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được tán dương ân đức tam bảo Đa Tạ Na Tha Giá Sa Quần Đà Mi Bụt Thù Ma Hê Si A Ra Hằng Tất Thà Gá Tô Lô Cú Tâm Mô Sóc Bá Gá Rù Hí Chệ Tha Cô Lô Cá Sá Sá Thà Chá Na Đầm Má Cô Quý Đô Quần Đà Má Hành Tần Nó Ra Phù Chá Này Giác Tần Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sánh Bằng Thoát Ly Phiền Não Trói Trăng Tôi Thượng Giáo Chủ Trí Năng Vô Lường Tứ Đế Ngài đã tin tưởng Công Minh Dạy Bảo Dân Lương Phát Trần Con xin đảnh lễ Phật ân đảng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô Bà Đi Bồ Yá Tá Sa Sá Thu Nô Lô Ca Nó Mạnh Thát Sá Vi Nà Ká Rô Cô Sáp Bành Dù Bút Thập Bà Ti Phù Thi Sành Nhá Tô Hoàn Đà Má Hành Tăng Ná Ra Phù. Cha này giác cần Pháp Bảo Vi Ánh Vàng Như Lai Xoay Sáng Vẹt Màng Vô Minh Phá tan lầm lạc chúng sinh đầy những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô su gá tá sa sa quá cô xích kha su ca mô quá tá thầm má xích kha cô niên đà bá sân sa đi á na đá rô quá rô quan đà má hành tăng đá rắc phu. Cha này giác cần Tam bảo thinh vân Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bị con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chung nhớ ghi cúng dường ra tà nát tê gia tê chê ná sê kha mê ê tu á tha năng tá sa vi a nú pa vê ná sá hạ sa dê ná sê chạ tu cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao Nam mô Bụt Thầy Dạ phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong hôm nay có hai vấn đề một là theo chương trình chúng ta sẽ học tiếp tục câu Phật ngôn 294 và hai là hôm nay là ngày đại lễ Quê Sắc tức là Bồ Tát Đản Sanh, Bồ Tát Thành Đạo và Đức Phật nhập Niết Bàn, một ngày rất là quan trọng trong Phật giáo. Các chùa ở dưới đất thì không thể tổ chức lễ một cách coi như trang nghiêm long trọng. Thì bây giờ chúng ta tổ chức lễ Quê Sắc Bồ Tát Đản Sanh, Bồ Tát Thành Đạo, Đức Phật nhập Niết Bàn ở trên online, tức là chúng ta tổ chức cái lễ Quê Sắc ở trên trời chứ không phải tổ chức cái lễ Quê Sắc ở dưới đất. Thì quý vị cảm thấy thế nào? Cái ngày đại lễ Quê Sắc thì nó quan trọng hơn, cho nên chúng ta có thể dừng lại câu Phật ngôn 294 ha. Thay vì đại lễ Quê Sắc ở tại Việt Nam, quý vị vẫn biết rằng ban ngày thì chúng ta cũng đến chùa lễ Phật, nghe kinh thính pháp, thực hành các thiện sự, và ban đêm là cái điều quan trọng hơn nữa. Đó là chúng ta có cái lễ thọ đầu đà, một đêm không ngủ. Trong một đêm không ngủ đó, chúng ta hướng về ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng để thể hiện trách nhiệm bổn phận của một người con Phật đối với ba ngôi tam bảo. Thì như vậy, hôm nay trong những giây phút sinh hoạt trên đạo tràng này, chúng ta hướng về Đức Bổn Sư để thể hiện sự tôn kính
trong sự tu tập của chúng ta. Đồng ý để lại câu Phật cú 294 học sau. Đúng rồi, bởi vì hôm nay đúng là ngày rằm tháng tư ở tại Việt Nam. Hôm kia tức là ngày 13, ngày 13 có nghe Đại Đức Pháp Trang có trình bày về ý nghĩa của ngày rằm tháng tư. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục sự hiểu biết của chúng ta về giáo pháp, sự hiểu biết của chúng ta về bậc đạo sư, hoặc là chúng ta đối với chư tăng trong sự tu tập của chúng ta, trong cái tri kiến, trong sự suy tư của chúng ta về ba ngôi tâm, để niềm tin của chúng ta được tăng trưởng. Và khi niềm tin tăng trưởng như vậy, chúng ta mới thực hành được thiện sự. Vậy thì Đức Phật đản sanh, Đức Bồ Tát thành đạo và Phật nhập niết bàn là một ý nghĩa rất quan trọng trong ngày hôm nay. Chúng ta thấy rằng mặc dù không được tụ tập, không được tổ chức lễ, nhưng mà quý vị vẫn thấy rằng các chùa vẫn để kính mừng Phật đản. Cái bảng để mà chào mừng hoặc là tôn kính về bậc đạo sư thì chúng ta thấy kính mừng Phật đản. Vậy thì trong sự sinh hoạt của chúng ta, tại sao là nghe câu Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo và Phật nhập niết bàn, thì đâu có cái từ Phật đản. Vậy thì kính mừng Phật đản có ý nghĩa như thế nào? Khi mà chúng ta thấy rằng Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo và Phật nhập niết bàn, nói rằng Đức Phật nhập niết bàn chứ không nghe nói rằng Phật đản sinh. Vậy thì theo sự hiểu biết của quý vị, để cho chúng tôi có được một cái sự hiểu biết rõ ràng hơn, thì kính mời quý vị cho chúng tôi biết tại sao gọi là kính mừng Phật đản. Quý vị cứ mạnh dạn theo sự hiểu biết của quý vị có thể trình bày để cho đạo tràng có được một cái niềm tin khi chúng ta hướng về bậc đạo sư, hướng về sự tu tập, mà sự nghi ngờ của chúng ta giảm thiểu thì chúng ta mới làm thiện sự được nhiều. Còn nếu mà chúng ta còn nghi ngờ về bậc đạo sư, nghi ngờ về giáo pháp, nghi ngờ về chúng tăng, thì khi đó cái niềm tin của chúng ta bị lung lay, và thực hành thiện sự một cách mà cảm thấy bàn tay của chúng ta không được mạnh dạn lắm. Quý vị đồng ý không? Vậy thì cái từ kính mừng Phật đản trong cái ngày rằm tháng tư này, quý vị nghĩ như thế nào? Xin mời quý vị hoan hỷ lý giải dùng vấn đề này để đạo tràng cùng có một cái sự thông cảm, hiểu biết lẫn nhau. Chứ đi chùa nào cũng thấy kính mừng Phật đản không à? Đối với những chùa năm tông cũng thấy từ kính mừng Phật đản đó, cái văn văn đó làm cho tâm trí của chúng ta xôn xao, làm cho tâm tư của chúng ta cũng bị lay động. Vậy thì kính mừng Phật đản như thế nào mà ở trong cái coi như tam hợp đó, tức là Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo, Đức Phật nhập niết bàn. Vậy thì chữ kính mừng Phật đản nó nằm ở trong cái vị trí nào trong ngày rằm tháng tư này? Xin mời quý vị, mỗi vị có một ý kiến để rồi chúng ta giải quyết vấn đề này. Quý vị hoan hỷ ha, hiểu biết như thế nào quý vị cứ trình bày, bởi vì ý kiến của quý vị là những bài học cho chính cá nhân của chúng tôi nữa, chứ không phải là quý vị nói rằng lên nói bậy nói bạ, không có. Ý kiến của quý vị là một bài học chung cho đạo tràng, mà đối với cá nhân của chúng tôi đó là một điều chúng tôi học hỏi được quý vị nữa.
Alo, mừng bậc chánh đẳng chánh giác ra đời. Wow, à, đây cũng là một ý kiến hay của sư Oanh Phần, Oanh Phan. Sư Oanh Phan nói rằng mừng bậc chánh đẳng chánh giác ra đời. Quý vị thấy như thế nào? Rồi bây giờ chúng ta mỗi người đóng góp một ý kiến ha. Càng nhiều ý kiến như vậy thì chúng ta cảm thấy rằng sự thật nó sẽ xuất hiện. Bởi vì ở đây cái sự thật theo tục đế có nghĩa là sự thật của đám đông, còn sự thật của chân đế là khác. Rồi sự thắc mắc đã có một đáp án, có nghĩa là kính mừng Phật đản, có ý nghĩa là mừng bậc chánh đẳng chánh giác ra đời. Quý vị đồng ý không? Ai không đồng ý, ai có ý kiến hay hơn nữa thì xin mời bàn tay của quý vị trực tiếp đưa lên. Bởi vì nhiều con án thì tạo nên một mùa xuân, còn một con án đơn độc quá thì không có ý nghĩa của mùa xuân. Quý vị thấy có phải không? Rồi, ai thấy có lý thì cứ nhất trí mà đưa tay. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Thân Khai, Giá Quê, Quê, Quê Sa Khắp Phù Cha. Rồi, Sa Thú. Rồi, Sa Thú thì bây giờ mời Sức Kim Dung đi. Sức Kim Dung có ý nghĩa là coi như là Sa Thú thì đưa bàn tay lên. Người ta cả Sa Thú nhiều hơn. Quý vị đồng ý không? Rồi, mời Sức Kim Dung. Dạ, alo, alo. Dạ, con không dám lên trước, nhưng mà tuân lệnh sư thì con lên, chứ con cũng không dám lên trước ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính chào các anh chị trong đạo tràng. Về cái con cũng chỉ nói theo cái ý hiểu của con thôi. Về cái ba ngày lễ tam hợp này, theo truyền thống của Phật giáo Nam Tông thì để kỷ niệm cái ngày lễ Phật ngày lịch sử trọng đại này á, thì Phật giáo Nam Tông á, thường tổ chức cái vào cái ngày rằm tháng tư là những ngày theo cái truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy Theravada thì ngày Bồ Tát đản sanh, ngày Bồ Tát thành đạo và Phật nhiệm nhập niết bàn đều diễn ra vào ngày tròn tháng âm lịch, theo như sự của Tích Lan á, thì đó gọi là ngày Vesakha Pucha. Nhưng mà một hiện giờ các băng rôn thì đều đăng là kính mừng ngày Phật đản. Theo con thì cái điều này cũng không sai, mà nó có mình chính xác thì là ba ngày tam hợp, nhưng mà nếu mà sâu xa thì có ngày Bồ Tát đản sanh thì mới có ngày Phật đản, Phật đời, và cũng mới có ngày là có bậc chánh đẳng chánh giác ra đời. Do đó mình cũng có gọi cái ngày Bồ Tát đản sanh cũng là cái ngày Phật đản cũng được, là cũng là mừng ngày bậc chánh đẳng chánh giác ra đời cũng được, tức là mình có cái gốc mình mới có cái ngọn. Thành ra là nếu mà mình sử dụng là ngày tam hợp cũng được, mà ngày là ngày Phật đản cũng được, và ngày bậc chánh đẳng chánh giác ra đời cũng được. Đó là theo ý kiến cá nhân con. Dạ, con xin xuống mic ạ. Con có nói sai, xin Ngài chỉ giúp ạ.
Alo, sang thu sang thu ý kiến của sĩ Kim Nhung, đó cũng là một sự đóng góp mà chúng tôi thấy sĩ Cao Quanh Phan sang thu ha, sĩ Hà cũng sang thu ha. Rồi, nhưng mà có một bàn tay có ý kiến tiếp, đó là sĩ Thiện Vũ. Xin mời sĩ Thiện Vũ Quang Hỷ nói lên ý kiến của mình về kính mừng Phật đản. Xin mời. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư, con xin kính chào quý đạo hữu. Dạ, theo con đã từng được nghe những bài pháp thì con thấy là nếu băng rôn ghi là mừng Đức Phật đản sinh thì không chính xác. Tại khi mà Phật đã thành Phật rồi, từ cái bậc A-la-hán, độc giác và bậc chánh đẳng chánh đắc giác bức cơ Đức Thế Tôn của mình thì sẽ không còn đản sanh nữa. Nên là khi mà Ngài sanh ra thì lúc ấy Ngài chỉ là một vị Bồ Tát, nên người ta gọi là đó là ngày Đức Bồ Tát đản sanh. Và cái ngày Đức Bồ Tát thành đạo đó là sau cái khi thành đạo thì Ngài mới thành bậc chánh đẳng chánh giác. Và khi mà Ngài đã thành, lúc mà Ngài nhập Niết Bàn thì Ngài đã là Đức Phật rồi. Và trong cái truyền thống Phật giáo Nam truyền của chúng ta đó thì ba ngày đặc biệt này thì đều trùng vào một ngày gọi là đại lễ tam hợp Vê Sắc ạ. Thư sửa cho con ạ. Sa thủ sa thủ sĩ Thiện Vũ, âm thanh rất là rõ ràng. Sĩ Hà là người mà đầu tiên gọi là sa thủ rồi, đưa ba bàn tay lên. Ba bàn tay này có ý nghĩa là coi như đản sanh thành đạo và niết bàn là cùng một ngày ha. Rất là hoan hỷ sĩ Thiện Vũ. Nhưng mà Sĩ Hà là người mà tán thán đầu tiên, vậy thì xin mời ý kiến của Sĩ Hà. Nếu mà Sĩ Hà không đưa tay thì Sĩ Kim rất là mừng đó, bởi vì nói là hôm nay biết thế mà. Nhưng mà thấy Sĩ Kim Nhung này, Sĩ Thiện Vũ đưa tay, bây giờ Sĩ Hà nữa là biết đâu có ế. Xin mời Sĩ Hà. Dạ, con không biết anh đạo tràng có nghe cái âm thanh con được không ạ? Dạ, con kính đảnh lễ và ngồi tam bảo, và con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, quý cô tu nữ và đạo tràng. Dạ, con được mà sư mời con cũng lên góp ý ạ. Dạ, theo cái sự hiểu biết của con thì cái lễ tam hợp á, nó mang đầy đủ ý nghĩa hơn là cái bản văn chỉ để vì một ngày đản sanh của Đức Phật. Tại vì ba cái ý nghĩa một vị Bồ Tát hay là một vị chánh đẳng, đó là một cái sự kiện lớn hộ biết bao nhiêu tất cả các chúng sanh mê mờ trong không có biết giáo pháp, lầm lạc, làm điều ác, thì cái sự đản sanh của Ngài rất là quan trọng, vì chính vì Ngài đã đưa cái giáo pháp tuyệt vời này đến tất cả chúng sanh, giúp bao nhiêu chúng sanh được giải thoát, thì cái ngày đản sanh đó cũng là rất quan trọng. Và cái ngày thành đạo của Ngài cũng vậy, cái ngày thành đạo của Ngài vì chính vì Ngài giác ngộ được cái giáo pháp này, Ngài mới chỉ dẫn cho tất cả chúng sanh cùng hướng đi với Ngài để cùng tìm đường giải thoát, thì cái sự kiện đó cũng quá là quan trọng ạ. Và ngày nhập Niết Bàn cũng vậy ạ. Thì ba cái ngày lễ đó thì con thấy khi bên Phật giáo Nam truyền mình dùng lễ tam hợp thì nó đầy đủ hết ý nghĩa, vừa nói lên ý nghĩa của một vị Phật chánh đẳng chánh giác ra đời, một cái ngày trọng đại là ngày đã ngộ được giáo pháp, và cái ngày nhập Niết Bàn của vị chánh đẳng chánh giác. Dạ con có nói sai, xin sư chỉ cho con ạ. Dạ con xin trả mic lại. Sa thủ Sĩ Hà, sự đóng góp ý kiến của Sĩ Hà cũng đi vào trọng tâm, tức là ngày rằm tháng tư tổng hợp cả ba ý nghĩa, đó là Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo và Phật nhập Niết Bàn.
người mà ủng hộ Sikh Hà nhiều nhất ở trong trong sự đóng góp ý kiến này, đó là Sikh Nguyên Trang. Sikh Nguyên Trang với năm Trần Hoa ha. À rồi, nhưng mà chưa mời Sikh Nguyên Trang được thì Sikh Tâm Phương đã đưa tay rồi. Thôi mời Sikh Tâm Phương trước ha. Kính lễ Ngài Diệu Tông vừa đến với Pháp hội. Alo, Sĩ Tâm Phương. Sĩ Tâm Phương đưa tay sao mời Sĩ Tâm Phương mà Sĩ Tâm Phương chưa chịu lên. Rất là hoan nghỉ hôm nay là ngày đại lễ Quê Sắc và được Ngài Diệu Tông đến với Pháp hội. Đây là một phước duyên rất là lớn. Mong đạo tràng của chúng ta nói lên ý nghĩa của Ngài Bồ Tát Đản Sanh, Bồ Tát Thành Đạo và Đức Phật Nhập Niết Bàn. Đây cũng là một cái ngày trọng đại. Chúng ta cũng nên hiểu rõ ý nghĩa của ngày đại lễ Vê Sắc này ha. Sĩ Tâm Phương có chút máy không? Alo, thấy bàn tay đưa lên. Và kính mời quý vị hoan hỷ cùng thảo luận về đề tài hôm nay là ý nghĩa ngày lễ Tam Hợp. Hôm nay được Ngài Liễu Tông đến chùa, đó là một phước duyên lớn cho đạo tràng của chúng ta ha. Sĩ Tâm Phương, alo, đã mất tiêu rồi, bỏ tay xuống rồi ha. Rồi bây giờ xin mời quý vị tiếp tục. Tại sao chùa nào cũng để cái băng rôn là kính mừng Phật Đản? Vậy thì chữ Phật Đản này có ý nghĩa như thế nào? Khi mà các chùa Nam Tông của chúng ta thì kính mừng đại lễ Tam Hợp, chứ không thấy là kính mừng Phật Đản. Thì qua ý kiến của Sĩ Kim Nhung này ha, Sĩ Ca Hà, Sĩ Thiền Vũ, bây giờ còn những ý kiến khác, xin mời quý vị tiếp tục. Rồi, Sĩ Tâm Phương không nghe chạy ra ngoài rồi đi vô lại ha. Mời quý vị có ý kiến hoặc là quý vị có thắc mắc thì đó cũng là điều rất tốt, bởi vì khi chúng ta thắc mắc thì chúng ta nêu lên để rồi chúng ta được sự đáp của Chư Tăng và Ngài Diệu Tông, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ không còn nghi ngờ. Mà khi quý vị không còn nghi ngờ thì thực hành thiện pháp một cách mạnh dạn hơn. Alo, Sĩ Tâm Phương còn nghe không? 1, 2, 3. Sĩ Tâm Phương có nghe không? Hoặc là những vị khác. Rồi, nghe thì bây giờ đưa bàn tay lên lại đi. Hồi nãy có ý kiến nhưng mà không cầm micro được, thì bây giờ xin mời. Alo, Sĩ Tâm Phương. Rồi, xa thủ. Dạ, Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Sankhaya. Dạ, con kính đảnh lễ, ngài Liễu Tông. Dạ, con xin nói tóm tắt một tí thôi. Dạ, con cũng lúc xưa con cũng học của thầy thì con cũng nhớ đơn giản. Dạ, con xin trình bày lại một chút ít. Dạ, dạ, vì sao mà lại có cái Phật Đản, thì xuất hiện ra một cái vị mà giống như xuất hiện ra một vị là cũng cứu chúng sanh, cứu chư thiên và nhân loại, thì đó là không có vị nào đó là Đức Phật Thích Ca, một vị mà chúng ta rất là tri ân, rất là kính trọng. Mà chúng ta nếu muốn kính trọng Ngài thì chúng ta phải học Phật Pháp và y theo lời của Ngài để cho chúng ta được có cái phước là mình đã quý mến Ngài. Vì sao? Người ta nói là
vì sao là nói là cái ngày này là kết hợp ba, kết hợp lại là ba. Thứ nhất là ngày thành đạo và ngày xuất gia, ngày thành đạo và ngày nhập niết bàn là ba. Vì sao á, vì sao người ta gọi là Vesak? Thì ở Ấn Độ á, là nó trùng vào cái tháng 5 mà Đức Phật ra đời á, thì đúng vào ngày trăng tròn tháng Vesak. Dạ, như vậy cứ mỗi năm á, thì vào tháng 5 tây lịch và trăng tròn thì chúng ta đúng vào cái ngày tháng 4 âm lịch. Dạ. Dạ, thì do cái sự suy tính này á, thì cái lễ Phật đản á là đúng là vào cái ngày của rằm trăng tròn tháng 4 âm lịch. Dạ. Dạ thì sau khi mà Đức Phật ra đời á, thì 35 năm sau á, dưới cái cội cây Bồ Đề, Đức Phật đã chứng được cái chánh đạo chánh giác, là cũng đúng vào cái ngày của và cái tháng của cái Vesak. Dạ. Và khi mà ngài nhập tịnh nước bàn á, thì ở dưới hai cây Sala, và cũng đúng vào cái ngày của tháng 5 và cũng đúng vào ngày trăng tròn Vesak. Cho nên mới có cái ngày Phật đản, là cho nên chi là và có cái ngày trùng hợp như vậy, cho nên chỉ là mới có cái ngày hôm nay. Dạ, con cũng không ngập ngừng quá, cái nhớ thì con cũng nhớ hết, nhưng mà con cũng nói như vậy đó. Con kính dâng lên sư, có chị sư sửa giùm con. Sa thú, âm thanh của sư Tâm Phương nghe cũng rất rõ. Nhưng mà qua ý kiến của sư Tâm Phương thì có những cái từ gọi là ha. Những cái từ gọi là đó nói lên cái ý nghĩa không được rõ ràng. Bởi vì sư Tâm Phương đưa ra ba sự kiện trong cái ngày rằm tháng 4 này là Bồ Tát xuất gia, rồi Bồ Tát thành đạo, rồi Phật nhập niết bàn. Bồ Tát thành đạo, rồi Phật nhập niết bàn trong ngày rằm tháng 4, đó là coi như cùng một ngày. Tuy nhiên, cái ngày xuất gia thì không có liên quan đến cái ngày rằm tháng 4, mà hình như ngày xuất gia là ngày rằm tháng 6. Thì đây là một cái vấn đề mà Sĩ Tâm Phương chỉ nêu lên có hai, tức là Bồ Tát thành đạo và Phật nhập niết bàn. Còn cái ngày xuất gia không có liên quan đến cái ngày rằm tháng 4. Mà cái ngày Bồ Tát đản sanh mới trùng hợp với ngày rằm tháng 4, ba vấn đề. Nhưng mà Sĩ Tâm Phương nêu ra ba vấn đề này, trong đó có cái ngày xuất gia không có liên quan đến cái vấn đề này ha. Sĩ Tâm Phương chú ý, tức là Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo và Phật nhập niết bàn trong cái ngày rằm tháng 4, chứ không có liên quan đến cái ngày Bồ Tát xuất gia hả? Rồi, sa thú Sĩ Tâm Phương. Rồi bây giờ khi nãy ca nhi Xích Hà lên phát biểu ý kiến thì thấy Xích Quyên Trang thấy quan hỷ ha, tặng nhiều cành hoa quá. Vậy thì bây giờ xin mời Xích Nguyên Trang có ý kiến thế nào về cái ngày đại lễ tăng hợp các chùa dưới đất không tổ chức được, thì chúng ta tổ chức cái chùa trên trời như thế này đi ha. Rồi chúng ta sinh hoạt thảo luận. Rồi xin mời Xích Nguyên Trang. Alo, xà thu. Nam mô Uthaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Dạ, con Nguyên Trang, và trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng,
Dạ con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Dạ, hồi nãy con nghe tin nhắn của Hà là nói là hôm nay trong Zoom dạ sư nói về cái đại lễ tam hợp. Dạ, thì khi mà sư con nghe, con vừa vào thì con nghe đó, thì con nhớ lại là tại vì đúng rồi, đợt này là mình bị cái virus nên không có thể nào ở chùa, chứ thường là chuẩn bị lễ là con phải đi mua hoa nè, rồi trái cây nè, rồi lo cho cắm hoa rồi trái cây cho chùa, rồi lên dọn dẹp chùa. Dạ năm nay là đúng vô thường nên năm nay ở nhà bị ế độ ngày. Dạ thì con vào thì con nghe mọi người chia sẻ cái ngày lễ tam hợp, thì cũng như theo sự hiểu biết của con thì cũng như mọi người, dạ đúng rồi, năm nay con bị thất nghiệp con. Thì ngày lễ là Đức Bồ Tát đản sinh, rồi Đức Bồ Tát thành đạo và Đức Phật nhập Niết Bàn. Dạ thì đáng lẽ mỗi lần là cái ngày lễ này thì mình rất là bận rộn, mà năm nay thì hơi buồn chút xíu. Dạ nhưng mà chia phước cho và còn đi chặn. Dạ con không dạ đi trang. Ồ, năm nay con đâu có làm đâu cô. Cho đạo tràng đi. Năm nay con bị ế độ cô ơi, chứ mỗi năm thì con có làm mà thiện sự, năm nay con không có làm gì hết. Dạ dạ sáng này con cũng mấy cô con đó thì cũng gọi là ra, nên con chỉ biết vậy thôi. Ngày thì cũng như mọi người chia sẻ, dạ con năm nay không có bận rộn, dạ nên hôm năm nay con vô đây để con nghe, mỗi năm con đều vào vậy con nghe dạy ngài nói về cái ngày hôm nay, nên con xuống bích nha ngài. Thì ba cái ngày đó là dạ con không biết Đức Bồ Tát đản sanh, dạ rồi sau đó thì Đức Bồ Tát được thành đạo, dạ rồi Đức Phật nhập Niết Bàn, nên vào mà ba cái đó thì đều rơi vào ngày rằm tháng tư âm lịch của Việt Nam mình. Dạ nên con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ dạ sa thú kính cảm ơn Nguyên Trang. Dạ con thấy không ai cầm mic, con xin phép được cầm mic. Dạ cảm ơn Nguyên Trang, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Quanh Phần, cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha. Dạ con thành kính đảnh lễ ngài Liêu, ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ cảm ơn Tâm Khương, cảm ơn Hà, cảm ơn Xích Thanh Hoàng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ rất là xa thú với Hà chia sẻ rất là hay. Dạ con trước nhất thì con xin chia sẻ cái ý nghĩ của con trước, xong con xin hỏi câu hỏi một câu. Con cung thỉnh ngài Liễu Tông, hôm nay đạo tràng chúng con rất là hoan hỷ được ngài giao dự để ngài chia sẻ về cái lễ tam hợp này cho chúng con được hiểu rõ hơn. Đồng ý là trong đạo tràng chúng con cũng có học, nhưng mà con thấy thì bản tụ như con đi là người là lúng cũng nhất luôn. Dạ không có rõ ràng, tức là trí mà bắt giới hay đầu gối vậy đó, đứng lên là xong ngay. Dạ nên con xin chia sẻ cái hiểu của con trước rồi con hỏi ngài chỉ dạy cho con. Dạ con hồi trước kia đó, con ở bên Bắc Truyền thì con cũng có đi dự lễ, nhất là sau này lúc lần sau này thì con
đi dự lễ ở ngoài chùa. Chùa gì ở Bà Rịa tự nhiên không quên mục tiêu rồi. Dạ, nhưng mà cái chùa đó tổ chức rất là, phải nói là chùa của thầy Thích Trân Quang. Dạ, cái chùa đó thì tổ chức rất là, phải nói là rất là quy mô, rất là đầy đủ phong cách mà con không biết diễn tả như thế nào, nhưng mà khác hẳn những cái chùa mà trước đây con đi. Mỗi lần một cái lễ, một năm có ba cái lễ, con nhớ là cái lễ Phật đản, rồi cái lễ Phật thành đạo, rồi lễ Phật nhập niết bàn. Thì tổ chức rất là gọi là nghiêm trang và có phong cách riêng. Tức là đi vào thì mọi người phải có cái thẻ, rồi tối lại ở một đêm sinh hoạt ở chùa, rồi ngồi thiền. Trong lúc ngồi thiền thì rất là vắng lặng, coi như là thức suốt một đêm. Rồi trong cái giờ đó thì trước khi ngồi thiền thì có ca nhạc mà chính vị thầy đứng ra đơn luôn. Và mà lúc đó thì con thấy ồ, như vậy là quá hay. Đúng rồi, Kim Nhung, con thấy ồ quá hay. Thành ra ở Biên Hòa, con ở Biên Hòa mà, thành ra có tới ba chiếc xe đi mỗi một cái lễ. Dạ, những nhà đại gia ở Biên Hòa tổ chức đi, còn con thuộc về Cá Lòng Tông, và con đi ké. Dạ, thì con thấy phải nói rằng rất là nghiêm trang, và con nghĩ ồ hay quá, tốt quá. Thì con cũng đi được mấy năm. Nhưng mà sau khi thì con mà quay về Phật giáo Nam Truyền, thì con nghe quý sư giảng về cái lễ tâm hợp, thì con thấy là không có cái chữ Phật đản. Dạ, không thấy chữ Phật đản, mà chỉ có Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo và Đức Phật nhập niết bàn. Thì con thấy là rất là đúng. Dạ, con thấy rất đúng, tức là cái tâm con nó xin dẹo, bên này nó ngã, bên này nó ngã bên kia. Dạ, thì con thấy là như vậy. Nhưng mà cái câu hỏi của con bạch ngài, con không hiểu ở bên Bắc Truyền tại sao người ta lại có ba ngày như vậy, và do người ta theo cái kinh nào. Dạ, con kính nhân mít đến ngài Liễu Tông, con cầu mong ngài hoan hỷ chỉ dạy cho con hiểu rõ hơn ạ. Nam mô Bích Tha Giá, con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bích Tha Giá, kính bạch kia tòa ngài. Dạ, kính thưa chư quý vị, không biết quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ không? Tại vì nó thật sự sở dĩ vô room rất là tị nạn. Vô room tị nạn ngoài nó nóng quá trời quá đất, trong phòng ngồi cũng không yên, thành ra đứng cũng không, đứng cũng mệt mà ngồi cũng phiền não ra. Thôi đi vô đây nói nghe, quen nghe quý vị nói chuyện tào lao nó cũng vui. Thật sự ra đó, cái ngày đó thì dầu bên Bắc Truyền hay Nam Truyền đều có cùng một ngày, quý vị nên nhớ chuyện là cùng một ngày chứ không phải là hai ngày. Nhưng mà khác nhau cái là cái ngày đó đó theo Phật giáo Trung Nguyên Thủy là ngày rằm, còn theo Phật giáo truyền thống thì là ngày mùng 8, tức là trước ngày cổ Nguyên Thủy một tuần, nghĩa là cùng ngày, cùng ba ngày vậy. Thì cái bên Phật giáo thống nó có kinh điển đàng hoàng, mà bên Phật giáo Bắc Tông thì nó cũng có kinh điển đàng hoàng hay không, phải không? Cái kinh mà bên Bắc Tông á, mà nói tới ba cái ngày về Bảo Đản Sanh Thành Đạo Niết Bàn đó, được kể trong kinh, bài kinh Du Hành, bài kinh số 2 của trường A Hàm. Bài kinh số 2 trường A Hàm và bài kinh Du Hành đó, nó tương đương với bài kinh Đại Bát Niết Bàn ở bên Hải Quân Thủy đó. Thành ra quý vị vô trong trường A Hàm và bài kinh số 2 đó là bài kinh Du Hành đó, quý vị đọc đoạn cuối sẽ thấy là cùng một ngày, tới ngày mùng 8 tháng 4 mùa ngày, nghĩa là đản sanh thành đạo và niết bàn. Còn bên Phật giáo của Nguyên Thủy á, thì ba ngày đó cùng vào ngày rằm, cùng vào ngày rằm tháng 4. Tại sao mình nói là ba ngày đó là Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo và Đức Phật niết bàn? Tại vì ba ngày đó khác nhau,
cùng một ngày, tức là cùng ngày rằm tư nhưng khác năm. Thành ra mình nói chung là từ thời đản sanh đến thành đạo đó, cùng một ngày đó mà Đức Phật, liên quan tới Đức Phật, tức là Bồ Tát đản sanh, là lúc đó ngài từ cung trời ngài đi xuống, ngài sanh ra đó, được sanh ra. Rồi 35 năm sau ngài ngồi cổ Bồ Đề là ngài thành đạo. Rồi cộng thêm 40 năm nữa thì là ngài Niết Bàn. Thành ra sở dĩ mà bên Bắc Tông nó không biết họ dựa vào kinh đâu, họ chia làm 3 ngày. Thành ra cái ngày mà rằm tháng tư đó, nếu mình nói là Phật đản nó cũng đúng chứ không phải không đúng. Nhưng mà nó chỉ đúng có một ngày mà thôi, đó là ngày lễ, ngày rằm tháng tư của cái lúc mà Đức Phật, Đức Bồ Tát thành đạo ở chỗ đó. Đức Bồ Tát thành đạo là người đời đắc đạo tương đương với Đức Phật đang đản sanh lúc đó. Mình nói gì là nhớ chuyện đó, nó chỉ tương đương thôi chứ không phải là đã. Mình nếu mình hiểu đản sanh là từ trong bụng mẹ sinh thì không phải, mà đản sanh là từ phàm nhân thành Đức Phật, hai cái khác nhau. Thì nếu mà tính một ngày thôi đó thì mình gọi Đức Phật đản sanh cũng được. Nhưng mà tính cùng một ngày mà tính một lượt cho cả đời của một cái một người đó, thì cái đạo nói đạo Đức Phật đản sanh thì không có đúng. Quý vị hiểu cho đó tại sao họ dùng vậy đó. Tức là nếu bây giờ mà chúng tôi không nhớ cái lịch như thế nào, nhưng mà bây giờ nếu cái ngày mà Bồ Tát đản sanh là ngày rằm tháng tư, thí dụ năm đó đi nhưng 30 năm sau thì cái chỗ ngày chỗ đó đó, thì gọi là Đức Phật đản sanh cũng được. Mà chỉ tính ngày đó mà thôi, ngày Đức Phật là 35 tuổi đó, rằm tháng tư của 35 tuổi đó. Đó. Nếu mà tính cho đó Bồ Phật, Đức Phật đản sanh thì phải nói rõ ràng là ngày đó, năm đó, tháng đó, chứ mình không thể nói ngày khác được. Nhưng mà cái này là, còn cái này là mình kể cả bài liên quan tới Đức Phật cùng một ngày vậy đó. Nhưng mà nên nhớ cùng một ngày khác năm thì mới gọi là một chỗ là đản sanh. Rồi 30 năm sau thành đạo, cộng thêm 40 năm nữa, tức là 80 năm đó là Niết Bàn. Nhớ cái chuyện đó ha. Thì từ lúc thành đạo lúc Niết Bàn, từ lúc mà sanh ra tới thành đạo đều vẫn còn là phàm nhân, mà đắc đạo xong tới chừng mà Niết Bàn á là Đức Phật, là tức là bậc thánh rồi, đúng không? Quý vị nên nhớ chuyện đó, là nó khác nhau là khác nhau như vậy mà thôi, nhưng mà nó không có sai. Nhưng mà nếu mình kể cả đời Đức Phật, mình nói Đức Phật đản sanh thì nó không đúng, nhưng mà kể một ngày thì đúng, kể ngày đó thôi thì mới đúng. Nên quý vị nên hiểu vậy, là nó không có gì sai cả, nhưng mà phải hiểu. Chứ mình mà không hiểu mà mình nói thì nó cũng sai như thường. Tại vì không hiểu tại sao còn gọi là đản sanh. Nhưng đản sanh ở đây có nghĩa là từ phàm sanh thánh, chứ không phải đản sanh là từ cái cõi đó nào đó sanh lại cõi người. Hy vọng quý vị hiểu, giờ quý vị hiểu được cái điều chúng tôi nói. Nam mô Thầy giác. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã giảng dạy để chúng con hiểu rõ hơn. Dạ, con thành kính tri ân ngài, và con thấy ở trong đạo tràng cũng hoan hỷ với là cái nghe lời giải thích của ngài. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, bây giờ Nhục Quỳnh kính mời bằng tay quý vị. Dạ, hay quá. Dạ, sa thú. Dạ, giờ mời bằng tay quý vị Xích Kim nè, có câu hỏi hoặc có ý nghĩa gì thì để chia sẻ. Nãy Nhục Quỳnh thấy Xích Kim là thằng mít ế, mà nãy giờ Nhục Quỳnh không có thấy ế. Dạ, bây giờ mời bằng tay Xích Kim nha. Con xin kính chào sư Liễu Tông, hay gọi là sư Mai, sư phụ của con, sư Chí Đức và các cô tư nữ và quý Phật tử. Theo như con nghĩ, cái ngày lễ này đối với Phật tử mà Nam truyền, dầu hiểu ít hiểu nhiều đều hiểu ý nghĩa cái ngày lễ Vây Sắc là cái gì, là hai ngày lễ tam hợp đó. Thì trong sách vở cũng như Google hay là chúng ta đã nghe các vị sư, các vị giảng sư đều giảng đi giảng lại. Có thể là có người thì nhớ một chút, có người thì nhớ nhiều, có người thì nhớ chút đỉnh. Nhưng con theo như ý con nghĩ, tất cả mọi người đều biết hết. Theo con biết, theo con coi trong sách đó, thì con thấy cái ngày lễ Vây Sắc hay tam hợp này á, thì nó gồm ba cái ngày trọng đại của các Phật tử Nam truyền á,
hai bát truyền gì đó, thì cùng một ngày, tại vì cái ngày mà Bồ Tát đản sanh hay là cái ngày mà Đức Phật được sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni ở bên xứ Nepal, mình gọi là Nepal vậy đó, Nepal, tức là vào năm 624 trước công nguyên, tức là trước khi mà cái gì ông Đức Chúa Trời ổng sanh ra, thì cái ngày ổng sanh ra thì là năm thứ nhất. Bây giờ mình làm 2020 đó, thì Đức Phật đã sanh ra khoảng 224 năm trước cái lịch mà gọi là, cái này gọi là lịch của mặt trăng, của do ở Ý La Mã nó làm, gọi là lunar calendar. Thì về cái chữ Vesak á, thì con tán mạng con nói chắc bữa nay chắc mỏi nhọn không sao ha, nói gì cũng sao. Thì chữ Vesak á là do từ cái tiếng của cái đảo quốc hay nước Sri Lanka đó, thì nó bắt nguồn là từ cái chữ Sinhala hay là Sinhalese, còn tiếng Pali gọi là Vesakha. Tại vì cái nó theo cái lịch của Ấn Độ á, là tháng 2 của theo lịch của Ấn Độ, thì nó thuộc vào rằm tháng 6 của Việt Nam. Tại mỗi nước bây giờ á, trên Phật giáo dùng cái lịch khác, xứ Campuchia thức xứ Thái Lan thì dùng cái lịch khác, cái ngày lễ nó cũng khác, nó gọi bên của nó khác. Thì đại khái thì đối với Việt Nam mình nói cho rồi đi, thì Việt Nam thì cái rằm tháng 4 đó thì gom vô đó. Cái điều đặc biệt này là cái ngày mà Đức Phật á, mà hay là Bồ Tát đản sanh, rồi ngày thành đạo, ngày đắc thành bậc chánh đẳng chánh giác, rồi ngày chỉ sau một thời gian 45 năm ngày đi truyền đạo của ngài đã biết để giúp đỡ chúng sanh giải thoát được, rồi cái ngày mà nhập niết bàn là ngài không có còn trở lại đây nữa, ngài biến mất đi, thì nó đều vào ngày rằm hết, ngày rằm tháng tư hết, thì người ta gom như vậy đó. Thì con thấy trong lịch đó, Bồ Tát đản sanh nó ngày 8 tháng 4 chứ không phải ngày rằm theo cái lịch của Ấn Độ. Thì trong Việt Nam là lịch của Việt Nam là rằm tháng 4, rồi lúc mà Bồ Tát xuất gia, tức là Đức Phật xuất gia đó, lúc còn Bồ Tát thì cũng rằm tháng 6. Thì vậy đó, thì con biết là cũng năm 264 trước công nguyên. Thì đối với ba cái ngày trọng đại này, tại sao nó to lớn? Tại vì cuộc đời này tất cả chúng sanh, chúng sanh nói chung là con người, con người đi hai chân, con vật đi bốn chân, rồi con vật đi nhiều chân, như rắn, mấy con rít vậy đó, con vật mà không đi không chân nào, như rắn rít. Thì có bốn loại là thai sanh, thấp sanh, rồi quá sanh, rồi quá sanh là thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, quá sanh, bốn cái loại đều luân hồi từ kiếp này qua kiếp kia, cứ luân hồi như vậy trong ba giới, bốn loại như vậy, ba giới rồi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì cứ vậy hoài, cứ hết rồi sinh ra được chết, lăn lộn đau khổ trong đó. Có nhiều người thì thích thú trong cái việc tái sanh này, rồi khi mà bị khổ hoặc khăn khổ, ít có người mà thoát ra cái cảnh này hết. Thì Đức Phật nói cái sự mà thoát ra khỏi cái dòng luân hồi này á, thì giống như là cái sừng của con trâu vậy. Còn cái người mà cứ đi tới lui lộn, tới lộn lui hoài á, thì giống như mấy cái lông của con bò vậy đó. Mà con ít coi bò lông có bao giờ thấy nó đâu, nhưng mà chỉ biết rằng con bò, con trâu thì nó chỉ có hai cái sừng mà. Có nhiều khi có con không có sừng nữa, chắc nó còn trẻ hay sao đó. Đâu có đi qua ruộng nhiều đâu, thì đại khái như vậy. Mà lông của nó thì nhỏ chắc nhiều lắm, hàng triệu hàng tỷ lông vậy đó, nó rụng hết lông này thì mọc lông khác chẳng hạn như vậy. Thì đó là một điều rất rất khó khăn. Mà khi mà Đức Phật tái sanh thì với cái trí tuệ của ngài, cái sự hiểu biết của ngài vô tận vô biên như vậy, ngài tu tập nhiều a tăng kỳ, mà khi mà ngài đã phát ra cái nguyện vọng của ngài muốn làm bậc chánh đẳng chánh giác là sam bố thê vậy đó, thì sam bố thê ngài đã phải trải qua thêm 4 a tăng kỳ và thêm 100.000 đại kiếp nữa. Trời đất ơi, một a tăng kỳ là bao nhiêu? A là không tăng kỳ, là cái năm không có đếm được, đừng nói tới ha. Quý vị tự suy nghĩ, a tăng kỳ lâu lắm, dài lắm, thấy ớn dữ lắm, dài nhằn nhặt luôn, không biết nữa. Thì
là rất là lâu, với cái sự trí tuệ của ngài, ngài đem với sự hiểu biết của ngài về cũng như là cái ba cái pháp chính là gọi là cái bánh ú ba mặt á, vô thường, đau khổ và vô ngã, để chúng ta hiểu rõ như thế nào và cố gắng từ bỏ những tham vọng, những sự mong muốn của mình, nhất là cái thăng kiến của mình. Lúc nào cũng nghĩ này thân ta, bà con dòng họ ta, dòng tộc của ta, tài sản ta, cái gì cũng ta đó, thì chết ngắt rồi đó, cứ đi tới đi lui hoài không ai được thoát được. Cái dòng luân hồi nó dây chặt như vậy, thì ngài đã đem những cái sự hiểu biết của ngài, cái trí tuệ của ngài truyền bá cái đạo Phật mà chúng ta mỗi ngày đều học đều biết đó. Có những người để mà thâm hiểu vào những cái lời của ngài dạy đó, thì nhìn thì thấy đơn giản nhưng mà nó không có đáng, không có giản đơn chút nào hết trơn. Nó rất là khó, khi mà thực hành rất là khó mà tu tập theo cái đó, tại vì chúng ta đều có những cái lực như nói là lực cản trở, rồi bị chì kéo, lời lực đẩy, nó cản trở khi mà chúng ta muốn làm gì, thì có một gì cản trở, nó cản trở chúng ta, không cho chúng ta làm theo ý chúng ta, hay có những cái gì trong hoàn cảnh, trong cái cuộc sống chúng ta, thì nó chì kéo lại, giống như một người mà muốn đi xuất gia, một người đàn ông muốn đi xuất gia, thì thôi, hồi lúc trước thì không thấy gì, lúc bắt đầu xuất gia, tài sản chi làm sao, vợ con làm sao, tùm lum tùm la hết. Ngoài ra đó là cái việc, đó là cái vấn đề mà vật chất ở bên ngoài của họ, còn riêng cái chính bản thân của họ, họ có kiềm chế những cái ước vọng, những cái tham vọng, họ có trừ bỏ những cái tham vọng, những ước vọng và những cái những là cái tiềm tàng tiềm ẩn nhiều đời nhiều kiếp của họ đó, những cái tham muốn của họ thì cũng rất là khó đó. Thì cái này phải cần nhiều năm tu tập lắm, rất là khó. Thì chính Đức Phật là người đã chỉ cho chúng sanh biết thế nào để mà kiểm soát, để mà kiềm chế, để mà diệt đi hết những cái kiết sử, những cái khó khăn này, để mà lần tu tập, bỏ hết những cái dính mắc đó, để cho con người nó nhẹ nhàng, để mà tu tập nó thấm vô, để mà được giải thoát, thì rất là khó. Nói thì ai cũng nói rất là dễ, nói tràn giang đại hải chẳng hạn, nói nghe quảng hết, nhưng mà chính có nhiều người, những ông sư, những người ấy thì nói giả rất hay, nhưng khi mà chính bản thân của ông cũng phạm rất nhiều giới. Cái đó thì quý vị đã biết rồi. Có những vị thiền sư, không gọi là thiền sư mà gọi là tiền sư đó ha, đại khái là như vậy. Nhưng mà thôi, nói dài dòng đấy, con trở lại thì đối với cái lễ tam hợp này, Vê Sắc này, đối với những nước mà Phật giáo là quốc giáo đó, như Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Sri Lanka, thì những nước này, nhất là Sri Lanka, thì con thấy trong tin tức đó, thì mấy hôm rồi con có đi học về Krama Pali đó, tức là học văn phạm Pali mà do của vị sư người Sri Lanka dạy cho con á, thì con mới biết rằng với cái quốc gia Sri Lanka này á, thì cái ngày lễ Vê Sắc này thì nước của họ cấm không cho bán rượu thịt, nghĩa là rượu á, bán rượu uống rượu á, tất cả loại rượu thịt, tức là giết hại các súc vật như giết gà giết heo giết gì đó không có cho nha. Rồi mà những cái con chim côn trùng á, thú vật thì được phóng sanh. Rồi nhà nước cũng trả tự do cho những tù nhân bị bỏ tù, bị tra tấn. Đại khái như vậy thì rất là tốt, nước có những Phật giáo rất là tốt. Còn bên Miến Điện thì con thấy ngày lễ Vê Sắc này cũng rất là lớn, con không bao giờ đi hết, con chỉ thấy trên YouTube thôi à, đại khái như vậy. Nhưng mà Đức Phật giảng cái Phật, cái con điều mà con thấy cái điều này, những cái lời Đức Phật giảng rất là hay như vậy nè. Tất cả mọi việc đều vô thường, nó không có thường hành. Chứ chẳng hạn quý vị thấy không, Bồ Đề Đạo Tràng á, quý vị có tưởng tượng không, Bồ Đề Đạo Tràng năm nay đóng cửa, quý vị coi lên YouTube coi nó vắng que, không có ai đi hết trơn, tại vì bị cấm đóng cửa. Bồ Đề Đạo Tràng không bao giờ mà ngưng khách hết trơn, nào cũng có khách thập phương hết, nhưng năm nay là không có một bóng nào được bước chân vô trong Bồ Đề Đạo Tràng hết, chỉ trừ những người mà quét dọn, mà lo vấn đề mà quét lá cây hay cái gì vậy, thì mới được vô ấy thôi, nó vắng que ha. Đúng là sự vô thường, quý vị thấy không?
Tất cả những buổi lễ lộc mà lớn nhưng mà các quốc gia khác thường phải làm, nhưng bị con Vũ Hán virus này đứng hết. Ai em nào thì ở nhà đó không ai đi đâu hết trơn á. Cái gì thấy không? Đúng là vô thường. Không phải lúc nào cũng hội họp được đâu. Thấy chưa? Thiệt là xa thú. Đức Phật, lời của Đức Phật nói ha, Akaliko ha, lúc nào cũng đúng, không bao giờ thay đổi, lập tức bây giờ. Không có sai rồi, cái pháp của Đức Phật là không bao giờ sai hết, không bao giờ, dạ, không bao giờ mà thay đổi hết trơn á. Cái luật pháp của nước này thì khác cái luật pháp giữa kia, nó khác hết. Nhưng cái triết lý nó đúng lúc này, nhưng nó không đúng lúc khác. Nhưng mà đối với pháp của Đức Phật, tuyệt đối, không bao giờ sai chặt, lúc nào nó cũng đúng hết. Thì đại khái con hiểu như vậy. Trời, con nói mỏi nhọn, từ giờ lâu dữ ha, 10 phút ha. Vì quý vị có người nào muốn nói lên giơ tay đi. Còn thôi tôi nói tiếp rồi nha. Rồi, quý vị nào có muốn nói không? Rồi, không giơ tay hả? Từ giờ có nghe rõ không? Đường truyền của tôi thì rất là tốt. Tại tôi ở bên Mỹ mà có loại wifi, cái loại mà đường truyền của tôi, wifi của tôi thuộc loại nó đi bằng ánh sáng đó. Nó không đi bằng dây thường. Thành ra nó rất là mạnh, mà cái của tôi loại 1000 bit đó, chứ không phải 50, 100, 200 như cái đường truyền thường của người ta. Thành ra nó chạy rất là nhanh. Thì đối với vấn đề mà mỗi người thì mỗi có những cái ba mặt ha, có những cái phước của họ nhiều đời nhiều kiếp trước. Thành ra mình không nói được. Thì đại khái nói với vấn đề lễ về sắc này, thì thường mấy chùa Nam Tông á, thì trong cái ngày lễ này thì thường có làm một cái buổi tối á, gọi là tu hạnh đầu đà đó. Tức là nguyên một ngày không được nằm, chỉ ngồi thôi. Giống như ngày trong cái hạnh đầu đà mà số 1, các đệ mà đệ tử số 1 của Đức Phật của chúng ta đó. Thì cái ngày Kassapa là cái ngày đó, ngày hạnh đầu đà là số 1 đó, nước Mỹ rồi, number one đó nha. Không có người nào làm hay hơn ngài hết. Mà ngài xuất thân đó là một gia đình rất là giàu có, nhưng mà có những nhiều đời nhiều kiếp ngài tu rất là nhiều. Thành ra về hạnh đầu đà của hạng ngài, tới khi mà kiếp chót của ngài trong cái thời của Đức Bồ Tát đó, của Đức Phật Thích Ca đó, Gautama đó, thì ngài là người thực hành cái hạnh đầu đà là số 1 đó. Thì trong cái ngày lễ vi sắc này, thường các chùa Nam Tông thì hay tổ chức một buổi lễ gọi là hạnh đầu đà, các Phật tử ghi danh để mà tức là nguyên một ngày ngồi không được nằm. Thì cũng dĩ nhiên là phải thọ ít nhất là 8 giới, không có được ăn buổi chiều đó, mà không được ăn mà phải ngồi thiền giống nha, ngầu lắm đó, tôi chưa bao giờ làm hết. Tại vì cái miệng ăn nhiều quá, lúc nào cũng ăn vặt hết. Chứ thứ lại là lúc trước thì tôi rất là bận, không có buổi tối mà không có ngủ ngoài được, lúc nào cũng ngủ ở trong nhà, hoặc là thường có đi công chuyện thì cũng phải về nhà, kẹt lắm mới ngủ ngoài. Thường là không có hạnh, cả cuộc đời tôi chưa bao giờ làm một buổi hạnh đầu đà bao giờ. Thì nói tôi hứa với tôi trong tương lai có thể làm một ngày được không. Tôi đi tập tu thiền thì cũng 2-3 lần. Thì thiền mà 10 ngày vậy đó, thì lên núi cũng lên ngồi thiền trên đó thì đại khái vậy. Nhưng mà nhắm mắt lại thì mấy người kia hỏi tôi, tao thấy mày học pháp này cũng khá lắm, mày ngồi thiền mày có thấy gì mà được gì không. Tôi thành thật mà trả lời nha, không dám gian dối. Tôi nói tôi nhắm mắt thấy đen thui à, đâu thấy mẹ gì đâu. Thấy cái tâm tôi nhảy tùm lum tùm la à, đâu biết nhảy kéo nó về á, cho nó đứng yên một chỗ mệt muốn chết luôn vậy đó. Đâu thấy khi mất gì, tôi thấy có người, thấy ánh sáng, thấy gì, tôi nói hôi xa thú đi. Tôi thấy đèn thui à, nhắm mắt thì một khung trời tím ngắt vậy đó, nói gì trơn á. Thì nói lãng mạn, thì nói về pháp Đức Phật thì tôi rất là thích. Cứ học pháp mỗi ngày, học cái này học cái kia, thấy nó quá nhiều đi. Tôi học về 4 năm của Đại học Mỹ, tôi thấy nó còn dễ hơn học pháp của Đức Phật nữa. Hồi đó tôi vừa đi học, vừa đi làm, mà vừa coi con, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, làm đủ thứ mà tôi thấy cũng mong xong. Còn tôi học pháp của Đức Phật, trời, học càng ngày, thấy nhất là văn phạm của Pali rất là khó. Nó có trùng hợp với nhau á, thành ra phải đọc một câu đó, phải trong một câu đó thì đọc trước câu khác thì mới hiểu được cái ý chính
của cái câu kệ đó mà Đức Phật muốn nói cái gì. Cái văn phạm của nó rất là phức tạp quý vị. Nó chia thì quá khứ, thì hiện tại, thì tương lai, rồi những chữ mà giống đực, giống cái. Nó không phải giống như tiếng Pháp. Cái đó là cái giống đực hoài. Không có đâu. Cái chữ đó nó có thể là giống đực, mà có thể là trung tính nữa. Nó có thể hai cái luôn. Nó biến đổi hay vòng vòng vậy đó. Thay ớn luôn vậy đó. Cái mình chỉ phải cần phải nhớ rồi thực hành nhiều, làm nhiều, rồi riết một chập nó quen thôi, đại khái như vậy. Tôi nói cũng nhiều ha, thôi giờ cũng mệt rồi, để kiếm nước uống ha. Dạ con xin cái lễ vây sắc này, mặc dầu không có đi chùa được, thì con cũng kính chúc các vị sư, sư Liễu Tông, sư Chí Đức, rồi các vị sư cũng như các cô tu nữ và các vị Phật tử được một ngày lễ vây sắc được vui vẻ nè, nhất là mạnh khỏe nè, và tâm và thân tâm và thương được an lạc. Dạ con sa thú ạ. À, con xin nhường máy và mời người khác ạ. À. Alo. Dạ, con kính lễ. Kính lễ Liễu Tông, con kính đảnh lễ. Dạ, con không thấy sơ tay thì ra là con nói tiếp. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, Kim Nhung ơi, có nghe được anh Thanh Nhật Bình không? Dạ, cảm ơn Thiền Ngũ. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang. Dạ, cảm ơn Hà. Dạ, con thấy Kim Nhung cầm mic mà con nghe không có được rõ, không có liệt được liên tục. Dạ, cảm ơn Minh Phan. Mà lúc này cái đường nét và cái máy Nhật Bình nó cũng rối rắm lắm. Nên không có dám tin vào mình, nên chờ đầu tràng có phản ứng rồi mới dám nói. Và không có dám, không biết là tại bên mình hay tại bên Kim Nhung nên không dám nhúc nhích. Kính mong đầu tràng hoan hỷ cho. Và bởi vậy Nhật Quỳnh té riết và chóc mắt luôn rồi quý vị. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đầu tràng. Dạ, Nhật Quỳnh nghe Xích Kim nói không ai đưa tay, Xích Kim nói tiếp, mình đã để cho Xích Kim nói mà cũng mệt sao. Dạ, vậy mà Xích Kim cũng mệt đi uống nước, trả mít. Nhật Quỳnh thấy hôm nay đầu tràng rất là hoan hỷ chia sẻ về lễ tâm hợp. Nghe Xích Kim nói không ai cầm mít nữa, ai cầm mít nói nữa. Dạ, Nhật Quỳnh nghĩ Xích Kim có nhiều sức khỏe quá. Dạ, để cho Kim nói mà không già cũng mệt. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức và Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị, quý vị có thể lên chia sẻ về cái ý nghĩ của mình trong ngày lễ tâm hợp, hoặc là có những câu hỏi thì có ngài Liễu Tâm trả lời. Phải nói rằng bữa nay mình hữu phúc lắm quý vị, nên giống như ngài đã từng dạy đó, Hà ơi. Nghe Nhật Quỳnh nói câu này nha, Nhật Quỳnh nghĩ là Hà vào. Dạ, Nguyên Trang ơi, đỡ mít chim.
Nam Mô Tha Giá. Dạ con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính đảnh lễ ngài Lữ Tông, con kính đảnh lễ ngài Chư Đức, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con không biết là cảm ơn Kiều Vũ đã cho việc tín hiệu, cảm ơn Hà. Coi cô Kim nói gì, tôi dởm lắm, nói nhiều thì sẽ mệt nhưng lại có tật mỏ nhọn. Cô còn chia sẻ gì không cô? Dạ, nếu mà cô Kim còn chia sẻ. Cô Nhật Quỳnh trở lại rồi hả cô? Con kính gần bích lại cho cô nha cô. Được không cô? Cô cho con xin bàn tay đi cô. Dạ, dạ xa thú cô. Dạ con xin xin hết ạ. Cảm ơn Nguyên Trang rất là nhiều. Nhật Quỳnh thấy Nguyên Trang cầm mít nói ngon lành cái kêu Nhật Quỳnh. Nhưng mà Nhật Quỳnh phải đỡ mít thôi. Lý do Nhật Quỳnh nhờ Nguyên Trang đỡ mít mà Nhật Quỳnh không cầm mít thì mai mốt kêu ai thèm đỡ nữa phải không? Dạ, con xin, con thấy ngài Trí Đức nãy giờ cũng chạy ra chạy vào rất là nhiều lần. Cho con nói hết câu của con rồi con thỉnh ngài. Rồi Tâm Phương không nghe. Nguyên Trang ơi, đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nhật Quỳnh có câu chia sẻ với Hà như thế này nè. Tại vì ngài Liễu Tông nói là mình phải biết nghề mật túi Hà ơi. Nhật Quỳnh nghĩ Hà với Thiên Vũ nè vào sau ít không có nghe cái câu này của ngài Liễu Tông. Nguyên Trang chắc nghe nhiều rồi. Nên Nhật Quỳnh muốn mà Hà hoặc Thiên Vũ hoặc những vị mới vào, ví dụ như Vinh Quang nữa. Dạ. Dạ, quanh Phan nè. Dạ, quý vị có thể đưa bàn tay của mình lên để móc túi ngài Liễu Tông đi quý ngài. Quý vị, mình có cơ hội móc túi mà mình không móc túi là dở lắm đó. Hà ơi, Hà có thể lên móc túi ngài đi Hà. Kim Nhung ngắm mắt Kim Nhung. Dạ, alo. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức. Dạ hồi nãy con có nói mà con rớt mic hồi nào con không hay luôn. Con nghe chị Nhật Huỳnh nói là móc túi ngài Liễu Tông. Dạ con xin móc túi ngài Liễu Tông một chút ạ. Hồi nãy con có nghe ngài Liễu Tông nói cái ngày tháng 4 này á, thì là cái ngày mà Bồ Tát đản sanh, có nghĩa là cái ngày mà nhập thai tức là ngày mà Bồ Tát mạng ở trên cõi trời đâu xuất và về hoàng hậu Maya, rồi tức là cái ngày mình nhập thai. Thì trong cái bài kinh của Trung Bộ mà 123 kinh hữu vị tầng hữu pháp á, thì con được biết á, nếu kinh trong đó thì Đức Phật có nói trong cái đó là mẹ Bồ Tát mang Bồ Tát trong 10 tháng rồi mới sanh. Vậy nếu mà 10 tháng thì có phải là ngày, nếu mà theo ngài phải sanh vào tháng 2 cái năm đó
Tại vì rằm tháng tư năm trước mà rồi cả mình lại còn mang thai có 10 tháng theo hy hữu đó, thì như vậy thì phải sanh vào tháng 2, còn ở đây á, thì là sanh vào tháng 4, thì con không biết là cái con hiểu có sai. Với lại con rất là hoan hỉ trước ngày Liễu Tông giải thích một cái điều mà thấy là con thắc mắc, đó là con đi bên chùa Bắc Tông thì con hay được thấy là cái ngày mà ở bên chùa Bắc Tông nói Phật thành đạo thì ngày đánh trạng ở tại chỗ nói đó, một cái trước thì bây giờ lại con Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch Chư Tôn, dạ, kính thưa chú vị, nghe không hiểu, giả tôi nghe không có được, coi là cái máy đi chứ nghe mà không có rõ, thành ra không biết nói gì. Thật sự ra đó mình tính tháng 2, tháng 4 gì đó mình coi rất là khó mà tính cho chính xác. Tại sao chơi coi không chính xác? Bởi vì nó có gần 10 cái loại lịch đó quý vị, vô mới về đến cái World Calendar thì ông Yahoo ông sẽ liệt kê lên cho. Đó. Còn cái người mà Ấn Độ sinh ra là họ tính theo lịch của Hindu. Thành đâu gì đánh Hindu month đó, tháng Hindu đó, thì họ sẽ ra liệt kê cái đường quay xã khả. Đó, thành ra chữ quay xã khả đó qua tới Tích Lan thì là Vê Sắc, mà qua tới Thái thì Quý Xã Khả, nó mỗi nơi nó thành cái tên khác mà rất là khó. Thành ra bây giờ hỏi chính xác ngày nào thì mình phải lật ra mình tra chứ mình nói không có được. Đồng ý là Bồ Tát là sẽ ở trong bụng mẹ tới 10 tháng. Thì 10 tháng đó rồi bà sanh ra Bồ Tát, tuần lễ sau thì bà thăng thiên đó. Thành ra cái ngày này là cái ngày Bồ Tát vãng sanh, nhưng mà tính tới 10 ngày sau nghĩa là tới cũng là cái ngày mà nếu mình nói theo mình là ngày dỗ mẹ đó, chứ không phải không, đều từ từ mình không có để ý mấy ngày đó. Nhưng mà trong những cái lịch của Thái hay của Bưu Điện họ ghi rất là rõ, ai muốn làm phước làm gì tới ngày đó, cái tới chùa đó nó đều có cái đối tượng để mình làm ở đó. Thành ra khi mà cái kinh du hành chúng tôi nói nãy đó thì cũng sanh vào cái đường quay xã khả, tức là nó tính theo lịch Hindu á, tức là nhưng mà ngày mùng 8 đản sanh ngày mùng 8, thành đạo ngày mùng 8 và niết bàn ngày mùng 8 của đường quay xã khả, tức là địa Hindu mà mình đổi ra cái lịch của Tây Phương tùy theo lịch. Có khi nó trúng vào tháng 2, có khi trúng vào tháng 3, khi trúng vào tháng 4. Bởi mình xài lịch của nó cái chục thứ lịch từng khác nhau cho nên đâu có giống. Đó, thành ra mình muốn biết cho chắc là cái tháng nào của cái xứ mình ở thì mình nên lên nhờ anh Google tìm cho kiểu mình như vậy đó. Còn cái vấn đề mà tại sao đản sanh là của ta, nó khác tới một tuần. Chúng tôi xin lấy ngày đản sanh để giải thích tại sao nó khác. Thường thường người Ấn Độ hồi xưa đó, khi mà người đàn bà biết nghe là đón chứ không, họ chắc không chắc giống như giờ, sắp tới ngày sinh nở đó thì mới là về quê mẹ của người nữ đó để làm cái việc đó. Thành nó đi mà xưa đi bộ mà đi trong rừng á, nếu mà là sang ngày mùng 8 tức là 30 mùng 1 là đã đi rồi thì trời nó tối hù à, sao dám đi nào. Còn bên Nguyên Thủy đi là khoảng ngày mùng 8. Thì khi đi vậy đó là mặt trăng lưỡi liềm ban đêm, thì nhất là nó cũng sáng để cho mình ở rừng nó đỡ nguy hiểm. Bởi vì khuya là ngủ không đó, đi nửa đường là tới ngày rằm thì mới sanh ra rồi đi trở về trở lại.
Còn nếu mình đi từ mùng 1 tới đó ngày mùng 8 ta hù rồi nếu sanh đó là đi đi ngược cái lại chứ đâu đi tiếp gì bên quê ngoại đâu. Thành ra đi từ đầu đuôi đều tới hù hết à. Phải không? Vấn đề là nằm chỗ đó. Nên hiểu cái đó để mình biết tại sao là như vậy. Quý vị rảnh thì vô để kinh A Hàm đó. Bài kinh số 2, bài kinh du hành nó sẽ nói rất rõ ràng là sanh ngày của Bồ Tát cùng một ngày mà thôi. Nhưng sau này hệ bắt tiền là tính tới 3 ngày rồi. Tại lý do gì của tôi 3 ngày rảnh Bồ Tát gấp 3 cộng 1 ngày rảnh Bồ Tát có 1 lần thôi. Thấy không? Tùy theo cái hệ của họ thì mình đâu có phê bình được. Nam Mô Bụt Thầy giá. Sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài đã trả lời câu hỏi của Kim Nhung. Mặc dù câu hỏi không có được liên tục nhưng mà Ngài cũng đón, Ngài trả lời. Dạ, con thấy trong đạo tràng cũng rất là hoan hỷ và dạ, cảm ơn Thiện Hữu. Dù Quỳnh thấy bàn tay của Xích Hà, Hà muốn cầm mic phải không? Hà ơi, cho Nhục Quỳnh một tín hiệu đi, thử coi cầm mic được không hay sao, hay là bấm nhầm rồi mà bàn tay nha. Dạ, con thử âm thâm cơ coi có nghe rõ không ạ? Dạ, dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo và con kính đảnh lễ Ngài Liễu Thông, Ngài Tri Đức. Dạ, thưa Ngài, cho con hỏi câu hỏi. Con biết lễ Tam Hợp thì các chùa vẫn tổ chức, nhưng mà cũng có thắc mắc là khi nào cái lễ Tam Hợp bắt đầu xuất hiện trong Phật giáo Nguyên Thủy trên toàn thế giới này. Có phải cái thời khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì không biết các vị A-la-hán còn lại hoặc là các chư tăng đã bắt đầu làm cái lễ Vesak này chưa, hay là mãi đến thế hệ sau sau nữa mới làm? Và xin Ngài chỉ dạy. Con xin chào Đức Phật. Nam Mô Bụt Sa Gia, kính bạch chư tổ hoàng giả, kính thưa chư quý vị. Vào thời Đức Phật còn tại thế, cho thi khi Ngài Niết Bàn, những cái gì liên quan tới Đức Phật thường thường là người ta không có tổ chức, không có tính những cái gì đó. Nhưng mà tất cả đa số những cái ngày mà được kỷ niệm liên quan tới Đức Phật là bắt đầu từ thời Vua A Dục. Ví dụ Vua A Dục đó, Ngài muốn nghĩ tới Đức Phật, Ngài mới làm cái trụ đó, cái trụ quý vị thấy đó, rồi cái chỗ nào mà liên quan tới Đức Phật, Ngài đều gắn trụ cái này cái nọ đó. Và lúc đó nó thật sự chứ không ai biết mặt Đức Phật như thế nào đó. Ngay cái thời Đức Phật còn sống không ai biết mặt, bởi vì đâu ai dòm mặt Đức Phật được đâu. Ngài đi, ngay cả Ngài Ananda là người đi gần nhất mà Ngài có đâu thấy mặt Đức Phật. Trừ phi là Ngài đem đồ ăn lên Ngài dân đồ này kia đó thì có thấy. Chứ còn lúc bình thường không thấy. Nhưng mà tại sao nhiều khi Đức Phật mỉm cười thì ấy, thì khi Đức Phật mỉm cười thường đó, nó có hào quang nó nhán lên. Thì Ngài biết Đức Phật có chuyện gì, Ngài mới trình bạch Đức Thế Tôn, hình như Ngài có duyên sự gì muốn nói cho con hay gì đó. Thì Đức Phật mới nói, hay Ngài thấy gì, Ngài cười, Ngài hé miệng, Ngài cười không có thấy răng đâu. Nụ cười của Đức Phật á. Còn cười mà thấy răng chỉ phàm nhân, chứ nhiều khi bậc A-la-hán đôi khi thay cười cũng thấy răng, là lúc đó là tại vì không có niệm. Nếu mà chúng tôi nói A-la-hán mà không có niệm là quý vị nhảy đồng đồng chứ. Quý vị coi trong 12 cái 18 cái tâm vô nhân đó, có cái tâm làm cho cái cười của bậc A-la-hán phát sanh được đó, là tâm hạ sĩ tục bà đá đó. Cái tâm đó đâu cái nó phát sanh đâu có niệm. Nếu vậy nào không gì pháp cho thấy. Thì lúc này A-la-hán ngày cười với cái tâm đó thì làm gì có niệm. Thấy không? Thì lúc đó nhiều khi còn hở răng người ta thấy, chứ còn Đức Phật thì không có ngày cười, không có thấy răng đâu. Đó. Nhưng mà khi mà Ngài nhếch mép cái là một trong bốn cái răng, mình gọi là bốn cái răng ở ngoài đó, nó sẽ nhán lên, là nó có hào quang nhán lên, thì cái người đi nó mới biết.
Rồi những cái ngày lễ ra sẽ xuất thân từ đó về sau, chứ còn trước đó thì không có. Trước đó người ta muốn ấy được Phật, nhưng mà cái vụ mà tượng Phật tượng đồ này kia là từ cái thời mà sau thời vua Dục Đặng, tức là lúc mà ông vua Melinda đó. Đó thì gia đình cha mẹ gì ông sụm vua đá đi qua thì xong lấn cái xứ đó đó, thành ra ông thì ông cha ông chết, thì trước khi ông chết thì người ta bắt đầu ta nghĩ tới cái chuyện mà đúc tượng đúc đồ. Thành ra tôi quý vị thấy tượng Phật của Thái thì mặt giống Thái, tượng Phật cũng điện mặt giống Ấn Điện, Tích Lan mặt giống Tích Lan, Tàu mặt giống Tàu là vậy đó, không ai biết rõ cái mặt Phật như thế nào đó. Thành ra cũng đừng có ngạc nhiên, nên nhớ là mình thờ Phật là mình thờ chính cái ân đức của ngài, chứ không phải là mình thờ cái tượng đá xanh đá trắng đá vàng gì đó, không có nên. Thành ra đó lý do cái những cái ngày đó về sau thôi, chứ còn vào thời Đức Phật ít ai làm ấy. Ngay cả khi ngài bệnh đồ này kia rồi nằm với cái chỗ mà tu sĩ nó ra đó, cũng đâu có ai làm gì đâu, chư thiên ta xuống ta cũng đứng ta nhìn với cái thái độ rất là im lặng trang nghiêm, và chư tăng xung quanh đó thì cũng rất là trang lặng, nhưng nhớ ai nói năng thế nào đâu, đâu ai súng nhau ngồi khóc cái cầu an cầu siêu gì đâu. Quý vị nên nhớ cả cầu an cầu siêu sau này là do người văn hóa Tàu nó truyền ra cho mình, chứ còn thời Đức Phật thì không có mấy cái đó, không có đâu, không có dục cầu an cầu siêu. Quý vị thấy như cái ngày mà vua Tịnh Phạn mà chết á, chính Đức Phật về được khiêng cái xác để đi thiêu thôi, chứ ngày đâu có kêu chư tăng lại đây tụng kinh cầu siêu đâu. Thành ra mình phải hiểu, quý vị cũng biết khi có người thân mình có chuyện duyên sự, ví dụ chết mất gì đó, mình làm sao thì quý vị vô coi cái bài kinh Thi Ca La Xiển Hạ Lá Sụt Tạ đó, Đức Phật chỉ dạy cho cái cha mẹ còn sống phải làm sao, phục vụ như thế nào, cha mẹ chết rồi làm sao phục vụ như thế nào đó, chứ không có cái vụ mà chờ cho cha mẹ ấy rồi mời thì tụng đề cúng tới tụng này tụng nọ, cái đó không có nhiều bao nhiêu phước báo để hồi hướng để cho người quá giảng cả. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã giảng giải câu hỏi của Ma Xích Hà, và cũng cảm ơn câu hỏi của Xích Hà để cho Nhục Quỳnh và Đạo Tràng biết được những điều chưa biết. Dạ, Nam mô Bích Thà giá. Bây giờ thì Nhục Quỳnh kính mời quý vị, vị nào còn thích móc túi nữa không? Dạ, vị nào còn thích móc túi nữa không thì móc túi đi. Dạ, có cơ hội móc túi ngài thì lẹ lẹ lên quý vị, ra tay lẹ lẹ móc túi ngài đi. Xà thú mời Hà Nhàn. Con kính đảnh lễ Bà Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Tri Đức và ngài Lưu Thông. Dạ, không ai hỏi thì con xin hỏi thêm một câu ạ. Dạ, con thấy trước khi cái lễ tam hợp thưa thưa ngài, cái ngày trước đó thì có lễ thọ đầu đà, thì con không hiểu là cái thờ Đức Phật cái thưa ngài có cái thọ đầu đà cho Phật tử không, hay là chỉ sau này thì mình mới áp dụng cái lễ thọ đầu đà đó. Xin giải thích. Okay, con xin trao mic. Nam mô Bố Thà giả, kính bạch chư tổ hàng giả, kính thưa chư vị. Nghe giờ các theo các nước theo Phật giáo truyền thống từ xưa giờ đó, giờ những ngày quan trọng thì người ta thường thường đó, ta tới ta mình nói là ta tập tu đó, hay là tu gieo duyên. Ví dụ như nếu quý vị nào có đi Thái Miến Điện hay gì đó, quý vị thấy ngày đó đó đàn bà đàn ông nhiều lắm mà không có cạo tóc, vô mặc đồ trắng đó. Tức là người ta tên tập tu mặc đồ trắng thọ tám giới, xin tu mấy ngày đó, ví dụ họ được nghỉ mấy ngày là tu mấy ngày để họ tạo phước báo, chứ không có cái vụ mà giống như mấy cái nước mà theo Phật giáo Bắc truyền, theo giáo truyền thì làm dùng. Thành ra đó là cái hình thức họ tập để họ tạo những cái phước, mà cái phước tập tu đó là phước đó rất là, nghĩa là nhiều, rất có rất nhiều năng lực. Ngày đó mình vô mình, ví dụ mình xin hai ngày để mình thọ bát giới không đó, nghĩa là chiều cũng không được ăn không được gì, thì mình biết
để mình thông cảm cái nỗi khổ của những cái vị mà ở trong rừng này kia, không phải dễ đâu vậy. Ngay cả nhà sư như chúng tôi nó ngoài nói bữa đói bữa no, đi trì bình là bữa đói bữa no, chứ không phải lúc nào cũng no. Giống như mình ở ngoài mình nghĩ mấy em sự sướng, không có sướng đâu. Thứ nhất là ở rừng nữa, tập tu thứ thiệt thì vô rừng ở thử coi như thế nào, bữa ngày bữa đói bữa no. Thứ nhất là mấy mùa mưa đó, bởi vì mình đi mùa mưa mình đi từ cái chỗ mình, ví dụ mình ở cái chỗ đó cách cái làng khoảng chừng 2 cây số thôi, mà quý vị đi xuống mùa mưa là quý vị đi một tiếng mấy mới tới, không thể nên trời cứ té đó. Đó, đi tới đó rồi nhiều khi cái người ta dân cúng vật thực cho mấy vị ở gần hết cái tay về, chứ ta đâu không người ta lo cho người khác. Thành ra bữa đó bữa no là chuyện bình thường lắm. Thành ra cái chuyện đó vậy đó, thành ra người ta nghĩ là người ta không có đủ phước, lợi dụng những cơ hội đó người ta tạo phước. Còn trong 13 cái hạnh đầu đà đó, thường thường đó người đời chỉ sự giữ được hai loại thôi, chứ không có giữ được cái loại là ăn trong bát với ăn ngộ chỗ thôi, chứ còn mấy cái khác là không có đủ điều kiện để hành. Nó về sau này mới đặt ra thêm để giúp cho quý vị có cơ hội mà để biết cái phước mà tạo ra như vậy như thế nào. Người ta cho quý vị đó, chứ thường thường đó đúng ra mà nghe đúng đầu đà thứ thiệt đó là không được nói ra nha, nói ra không được nói ra. Quý vị không tin thì vô trông coi trong phần 2 Thanh Tịnh Đạo đó, phần đầu đó, nói về bà hạnh đầu đà đó, nghĩa là cái đó là không được nói ra. Bởi vì mình nói ra đó là người ta biết ông này cũng đang tu cái những hạnh hay những pháp cao thượng, ta đem đồ đó người ta dân này kim trùng, giống như là mình nhận cũng không được mà mình không nhận cũng không được. Bởi vì mình nói là mình là đang thọ đầu đà vậy đó, người ta có đức tin ta đem người ta nhận, giống như là mình nói mánh nói mung để cho người ta đem đồ người ta dân cúng, nó không có được. Đức Phật rất là chê trách, người ta không có nói ra. Còn bây giờ thì la lối ôm chồng đăng báo nữa để người ta đó, cái đó là không có. Cái đó là mà người đời là không có được hành những cái ấy, thức một đêm rồi cái đêm đó là không đúng. Thường thường bên Thái đó quý vị thấy tới giờ đó có những ngày ta ông sư mà ông thọ đầu đà ông đâu có dám nói ra nói gì đâu, nhưng mà người ta để người ta biết thầy đó thì vô theo vậy đó. Cái đó là cái hạnh đầu đà là cái truyền thống của lâm tăng, tức là mấy ông sư ở rừng á, lâm tăng thì dùng cái hạnh nó nhiều. Tại vì có những cái đêm mà nói qua nói ở miền Bắc của Thái Lan rồi dễ biết nó lạnh, mà lạnh xuống tới 4-5 độ C cho không hết đâu, nên nhiều khi đó không có đủ đồ ấm mà kia ông chồng phải ngồi hơi lửa vậy đó, sẵn dịp thôi thọ luôn cho nó khỏe đêm đó, không nằm. Chứ không phải là ngoài thường thường mà làm là ta giấu kỹ lắm, chứ ta không có nói ra, bởi luật là không cho phép nói ra. Thành ra quý vị muốn tập thì cứ tới chỗ những chỗ đó tập, chứ đừng có tới xin thọ xin này xin nọ, mà trong cái Thanh Tịnh Đạo nói rất rõ ràng. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ sa thú con thành kính đảnh lễ tri ân đã trả lời câu hỏi của Sít Hà, và cũng cảm ơn câu hỏi Sít Nhà. Và cảm ơn Thiên Vũ, cảm ơn Nguyên Trang. Nhục Quỳnh biết được tín hiệu, Nguyên Trang còn gì thắc mắc không? Thiên Vũ, có gì thắc mắc không? Kim Nhung này tiếc quá, có nhiều thắc mắc mà lại không nghe. Ô chết rồi. Nguyên Trang ơi, làm sao cho chiếc lá mùa xuân nghe được đi Nguyên Trang? Nguyên Trang có thể chát lên như thế nào cho chiếc lá mùa xuân nghe được để tội nghiệp vậy không nghe được? Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, Như Quỳnh kính mời đạo tràng. Mời quý vị có còn điều gì để hỏi không? Để thắc mắc tặng cho Như Quỳnh được học không? Dạ, kính mời bàn tay đạo tràng. Dạ, còn chưa thấy câu hỏi. Ngoài Kim Nhung. Dạ, con chào con kính đỉnh Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Lữ Tông, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính các anh chị ở trong đạo tràng. Con cũng không có thắc mắc gì, nhưng mà con xin được nghe ngài Liễu Tông
hay là ngài Chí Đức xin được nghe các ngài giảng giải về giảng giải thêm về những cái câu nói, ba cái câu nói quan trọng nhất là khi mà ngài khi mà Bồ Tát đản sanh, khi mà Phật Bồ Tát thành Phật và khi Phật nhập Niết Bàn. Chúng con cũng đã được nghe, cũng đã được học, nhưng mà nhân dịp này xin các ngài nói lại để chúng con có dịp ôn lại kiến thức cho được sự lợi ích, sự tiến hóa trong hiện tại và mai sau. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Mẹ Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Thì khi mà Bồ Tát mới đản sanh thì ngài có đi mấy bước, bảy bước. Và khi đi bảy bước thì mới đứng lại là nói lên cái câu. Nhưng mà cái câu đó thì có rất nhiều cái sự giải thích lắm. Thành ra mình cũng không theo chú giải, chứ còn trong Pali thì không có nhiều. Đó. Thành ra giống cái bờ bảy cái lời, mấy cái lời này giống như cái lời mà của Đức Phật thì dạy cho là chúng sanh là đầu tiên đó, tôi giàu mới còn là Bồ Tát, nhưng mà bốn a tăng kiệm trăm ngàn đại kiếp mà tu tập đó, thì nó có nhiều cái. Và theo chú giải thì khi rời khỏi lòng ngã thì chư thiên làm nhiệm vụ, tức là giờ nhiều ngày đi rồi đem nước này nước nọ, nước của chư thiên tắm này kia trộm. Thì cái chuyện đó quý vị đem chú giải đọc cho chúng tôi cũng không có, tại chú giải chúng tôi đọc thường là tiếng Thái nhiều hơn, người ta chúng tôi cũng không rõ tiếng Việt có hay không đó. Thì cái câu là tiếng Bali đó là Akho Hamas Niễn Lô Cạch Xạ Chè Thổ Hamas Niễn Lô Cạch Xạ Chè Thổ Hamas Niễn Lô Cạch Xạ A Yang A Ya Man Tị Ma Cha Tị Nát Thị Đa Ní Phụ Ná Phá Vô Thị. Thì mình dạy theo tiếng mình là ta là bậc cao cả trong toàn cõi thế giới chúng sanh, ta là bậc vĩ đại nhất trong cõi thế giới của chúng sanh, ta là bậc tối thượng nhất trong toàn cõi thế giới chúng sanh. Kiếp này là kiếp chót của ta, ta không còn tái sanh kiếp nào khác nữa. Đó là cái lời nói vậy đó. Còn những cái bậc mà ba la mật nhiều vậy đó, thì khi mà có những cái triệu chứng vậy đó, mình không nên thắc mắc làm gì. Nó thật sự mình có thắc mắc mình cũng không có khả năng để mà thấu hiểu, thắc mắc làm gì đó. Mình học là mình có những cái mình nên học, tin được hay không thì thôi, chứ còn mình đem ra bàn đồ này kia giống như người đời thì không có nên. Khi mà nghe được như vậy thì trong chú giải nó chư thiên qua chư phạm thiên đều chân loại vô cùng quan hỷ, đồng thanh tán dương ca tụng cái đó. Bởi vì khi Bồ Tát mà lọt lòng mẹ thì ngay lúc đó thì nghe là mình nói là cả thế giới này rúng động không? Đó. Thành ra ấy, còn ngày đi mà bảy bước là như thế nào thì có nhiều người nói liên quan tới thất giác chi rồi này kim chồng. Bởi trong chú giải của Dikhanika Mahawak trong bài kinh Mã Bà Đa Ná Sư Tạ đó, quý vị đọc sẽ thấy chú giải nói là bảy bước này tượng trưng cho thất giác chi. Nhưng mà còn như thế nào thì tùy theo, cái này là do chú giải hết đó. Thì còn cái chỗ khác thì nói bảy bước này là nói là khi mà Đức Bồ Tát mà ra đó thì ngài sẽ nghĩa là giáo pháp của ngài là truyền rộng rãi trong bảy cái nước. Mình nói nước cho ấy không biết bảy cái gì hồi thời Đức Phật đó. Thứ nhất Magatha, thứ hai Ankha, thứ ba Wacchi, thứ tư Manh Lá, thứ sáu Cô Sa Lá, thứ bảy Bành Cha Lá và thứ bảy là Ca Sĩ. Đó. Magatha, Ankha, Wacchi, Manh Lá, Cô Sa Lá, Bành Cha Lá và Ca Sĩ. Đó là họ nói là bảy bước tượng trưng cho bảy cái vùng đất vào thời như vậy đó. Thành ra nhiều khi mình cũng đọc để tìm hiểu theo những gì liên quan tới Đức Phật vậy thôi, chứ còn mình cũng không có cái bằng chứng nào để mình hiểu vậy. Là tùy theo ngài. Thành ra những cái đó thì bây giờ mình những cái câu này là
thì Đức Phật nói rồi, cái gì ngài cũng nhất là ngài thì ngài là bậc sanh cả bậc sơ vờ, là người cao thượng nhất trong kiếp này, trong cái kiếp chót của ngài vậy đó, đối với tất cả chúng sanh. Mà bây giờ mình có tin hay không thì mình cũng không biết được đâu nói nha. Bởi vì những cái bậc nào mà liên quan tới tới những cái phước nào mà liên quan của cái bậc như vậy đó, thì người ta làm gì người ta cũng có những cái điều mà nó tương đối là nó như là nó mình không thể giải thích theo cái kiểu cái hiểu của mình được. Đó. Hồi xưa đó, vào cái thời mà Đức Phật ra đời đó, thì cái dùng của dùng đó nó có tới 21 có tới 21 cái nói gì à? 21 cái nước vậy đó. Cái dùng đó thì chúng tôi nhớ là cái 21 tất cả. Thứ nhất là cái nước ăn khá thành phố là Chăm Ba. Cái thứ hai là Magatha, cái nước là Ra Chá Cá Hạ. Cái thứ ba là Ca Sĩ, thì cái thành phố của nó là Paranasi. Thứ tư là Cô Xá Lá, thì cái thành phố cái thủ đô đó, thủ đô là xã Quách Thi. Thứ năm là Quách Chi, thì thủ đô nó là quê xã Ly. Thứ sáu là Manh Lá, thì thủ đô là Cụ Sĩ Nara. Thứ bảy là Chê Ti, tức là thủ đô là Sọt Thị Quá Ti. Rồi thứ tám là Quang Xạ, thủ đô là Cô Sổng Thi. Thứ chín là Cụ Rú, thủ đô là Yên Đáp Bạch Thạ. Thứ mười là Banh Cha Lá, thủ đô là Câm Bi Lá, Câm Bi Lá. Rồi thứ 11 là Mách Chạ, thủ đô là Xã Khá Tạ. Thứ 12 là Sủ Rá Sẻ Ná, thủ đô là Madura. Thứ 5 là Atsaka, thủ đô là Bô Tà Ná. Thứ 6 là Awanti, thủ đô là Ocheti. Thứ 7 là Khanh Tha Rá, thủ đô là Tất Cả Sĩ La, tức là cái mương Tất Cả Sĩ La là cái nơi mà rất nhiều cái thiên tài về vấn đề technique khoa học đồ này kia đó. Thứ 16 là Cầm Pha Lá. Thứ 17 là Sạc Cả. Sạc Cả thì thủ đô là Cà Phi La Phách, tức là cái quê hương của Bồ Tát đó. Thứ 8 là Cô Si Giá, là thủ đô là Đề Thê Quá Cái Hạ, tức là mương ngoại của Bồ Tát. Thứ 19 là Phát Khá. Thứ 20 là Quý Thê Hạ, Quý Đề Hạ. Thứ 21 là Ăn Khú Ra Bạ. Chúng ta nhớ nói thì như là như đó, đó là có 21 cái nước xung quanh cái vùng đó, đó 21 tất cả đó. Thành ra nhưng mà chỉ có 7 nước là do chính cái chân Đức Phật đặt tới. Thành ra từ chú rể giải thích theo cái 7 bước của Đức Phật đó, của Đức Bồ Tát đó, thì chỉ có 7 nước là nó ở như gần cái trung đó. Thành ra ngài đi tới đi lui ngài ấy. Còn những cái nước khác mà ảnh hưởng tới cái thời dài của ngài do các bậc mà thinh văn đó, bậc A La Hán rồi này kia xong đó, nó thành ra đó là những cái mà thành ra nó mới có cái chuyện mà hồi xưa đó là Đức Phật bắt cho một người để tu phải có 10 cái vị tỳ kheo tụng kinh ngôn cho tu đó. Thành ra có mấy cái xứ mà ngoài cái 7 cái xứ lớn hồi nãy đó, mà Ăn Khá, Quách Chi, Manh Lá, Cô Xà Lá, Banh Cha Lá, Ca Sĩ đó, thì ngoài đó nó rất là ít người đi tu. Thành ra Chư Tăng muốn tu đó phải chờ. Thì có một cái vị mà học trò này Cạch Chai Giá Ná đó, chờ hoài không được, thì ngày đó ngày muốn về thăm
Đức Phật thì ngài ông thầy ông mới biểu ngài đó tới đó nhớ xin với Đức Phật là như vậy 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 đó. Thì khi mà xin Đức Phật nói vậy vậy đó thì Đức Phật mới cho là ngoài cái vùng đó đó thì năm vị có thể cho tu được là như vậy đó, nó thay đổi một số cái điều kiện để cho người tu. Thành ra giống như ở Mỹ bây giờ đó, tìm đối với Thái hay Miến Điện thì tìm là 10 ông sư, 20 sư giờ mà. Nhưng mà đối với Việt Nam nó phải nói chứ muốn tìm được 5 ông sư để cho tu quá là dễ. Đó. Thành ra đó là lý do tại sao bớt lại vậy đó. Thành ra mình ở những cái xứ mà nó xa xôi, hồi thời Đức Phật nó cũng đã có vấn đề rồi, chứ không phải không hồi lúc này còn tại thế nó cũng đã có vấn đề rồi. Thành ra sau này đó, tới ông vua mà Asoka ông lên đó, ông mới gây dựng rồi ông mở mang cái những cái vùng mà của Phật giáo rồi ông đào tạo tháp thờ rồi này kia, nó nhờ vậy mà nó vậy. Nhưng cũng được bao lâu thì Hồi giáo nó tràn vô nó làm tiêu tan hết nó, thành ra Phật giáo mình đi từ cái si đồ này sang si đồ khác là vậy đó. Thành ra quý vị ở cái nơi mà có thể gặp được Phật pháp thì quý vị ráng nghĩa là móc túi mấy ông sư, mấy ông giảng sư này kia, lấy cái đồ hay cái gì mà hay bỏ túi, cho đừng móc và lấy mấy cái dỗm của ông uổng nha. Nè, mấy cái đồ hay giúp đó. Chứ còn móc mấy cái đồ dỗm dỗm mệt lắm. Mai mốt chỉ có nước xây museum để thờ thì kỳ quá. Nam mô Bích Thà giá. À dạ, Nhật Quỳnh thấy hai bàn tay. Dạ, bàn tay của Hà, bàn tay của Sích Tâm Phương. Cảm ơn Thiền Vũ. Nhưng mà cho Nhật Quỳnh hỏi một câu trước của Minh Mỹ nha quý vị. Rồi thì mời Ngài trả lời xong thì mời Hà cầm mic hoặc Tâm Phương cầm mic. Dạ, dạ con xin hết cái câu của Minh Mỹ. Con thấy câu này hỏi cũng rất là hay. Dạ, mà Quỳnh Mỹ vì lý do gì không cầm mic nên phát lên. Dạ, con xin được hỏi. Kính hỏi Ngài, Đức Phật nói 45 năm hành đạo, ta không nói một lời, đó là nghĩa gì? Dạ, con kính nhân mic đến Ngài, Ngài chỉ dạy dùm ạ. Nam Mô Bích Tha dạ. Nam Mô Bích Tha dạ, kính Bạch Chư Tôn hay dạ, kính thưa chủ gì, cái này là của bên hệ thống Bất Truyền họ nói là chúng tôi không có rõ. Nhưng mà nếu chúng tôi chờ được giải thích thì 45 năm Ngài không nói một lời, đúng rồi. Ngài nói tới 84.000 bài pháp, nhưng Ngài không nói một lời. Bởi vì nói một lời sẽ đủ ý nghĩa để người ta hiểu được. Đó. Nên cái chuyện mà Ngài không nói một lời, cái đó quý vị gặp quý vị bên cái hệ Bất Truyền hỏi thế coi. Chứ bên Nam Truyền thì Ngài không nói một lời là đúng rồi. Ngài nói cả 84.000 lời khác nhau nè. Khỏi thắc mắc chi cho mệt. Ngài tu bốn a tăng kiện trong đời kiếp để đi độ chúng sanh, mà ngày gặp chúng sanh ngày cũng nói gì hết thì thôi chứ. Mà thật sự nếu mà ngày không nói lời nào hết, ngày đi thì mình cũng đói bỏ mạng luôn chứ làm sao sống được. Nam mô Bích Thà dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Lữ Thông. Dạ, con có câu hỏi Ngài. Con thấy trong Kinh Phật tới Ngài có nói là cái ngày lễ đản sanh của Đức Phật, Ngài thành đạo và Ngài nhập Niết Bàn thưa Ngài. Tất cả những ngày đó đó nó diễn ra ở ngoài trời hết thưa Ngài, mà nó không có diễn ra ở một ngôi chùa, hoặc là nó không có diễn ra ở một ngôi nhà, hay thì con không biết là cái nguyên do là tại sao, con cũng hơi thắc mắc. Dạ, xin Ngài chỉ con. Dạ, con xin chào ông mít lại. Nam mô Bích Thà dạ, kính Bạch Chư Tôn hề dạ, kính thưa chủ quý vị. Thật ra ra thời của Đức Phật là người ta tu, người ta dựa theo thiên nhiên, người ta sống. Mà nói chùa cho nó quay, ví dụ như Đông Phương Tự của bà,
quý sơ khải giúp tạo cho chư tăng hay là chùa Kỳ Viên có cấp cầu đạo công dân này đó. Thật sự nó là những cái mảnh rừng mà thôi. Ở chỗ nào núi nhiều thì chư tăng mới đục vô núi để làm hang làm động ở chứ làm gì có nhà có chùa có này kia. Cho nên cái thứ hai đó, cái điều mà mình không học nên nhớ Bồ Tát từ lúc đản sanh tới lúc thành đạo, ngài dạy chúng sanh nó có hai cái cách dạy, thứ nhất là thân giáo, thứ hai là khẩu giáo. Khẩu giáo thì ngài nói đó được kết tập tâm tạng là 84.000 pháp môn. Nhưng mà cái thân giáo của ngài đó, nó nhớ từ đầu ngài sinh ra trong rừng, đi chân không, rồi tới ngày cuối cùng của ngài, ngài đi về thì nó ra cũng đi chân không để từ giả cõi đời này, dù không có lọng không che. Mà bây giờ mình ra khỏi, bây giờ đa số gì thấy không, chùa nào vậy, ra khỏi chùa, ra khỏi chánh điện đó là dù là lộng là này kim sùm, tức là mình áo học theo lời Đức Phật đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, Đức Phật không có dạy mình phải đi tới trường thiền này, trường thiền kia, trường thiền Ba Úc, trường thiền Ma Si, rồi kim sùm. Ngài dạy rất rõ ràng, chỉ có hai cái trung tâm thiền thôi. Thứ nhất khu nhà quan, thứ hai ngôi rừng vắng đó, rất rõ ràng. Tức là mình, ngài muốn mình trở về để thiên nhiên, để mình quan sát cái thân này, những cái gì trong thân này đó đều là đối tượng để mình hành những cái pháp môn, để mình từ thiên nhiên trở về lại với thiên nhiên. Còn bây giờ mình sanh ra từ thiên nhiên, tức là sanh ra không có ai cả, sanh ra quần không có, gì không có. Nhưng mà tới chừng chết trùm áo này, áo vét, áo đồ này kia sụm, thấy không đó. Nhưng mà cái điều đáng trùm là nên trùm lý giải, tại vì khi mình tới đó, mình tới tới không, mình ở trần ở trường thì mình đi phải giống vậy. Bởi vì mình trùm mới giải để cho nó đỡ xấu hổ, nhưng mà trong mới giải nó không có cái túi để mình mang cái gì theo. Chứ mình có cái túi rồi mình mang cái gì theo là nó đào mồ mình lên để nó lấy. Mình phải hiểu cái chuyện đó. Đó. Thành ra Đức Phật dạy chúng ta sống theo rất là thiên nhiên. Đó. Đi tới tay không thì về tay không. Đó. Thì ra hồi xưa cái ông già của ông Mi Kinh Miên Đá khi chết rồi, ông cũng bắt thọc để tay ra khỏi cái hòm cho ông, không có cho đậy nó hộp nữa, xè bằng tay trắng vậy đó. Tại sao này có những người chết cũng bắt trước vậy, hình như ông Henry Ford hay ông nào đó vậy, chết cũng để tay ra ngoài. Bởi vì khi tới tay nắm chặt, quý vị nhớ con nít sanh ra tay nắm chặt, tức là nó nói là nó nhắn nhủ tới những người tới thăm nó đó, ta có tất cả những gì ta đều gom góp hết. Nhưng mà tới cuối cùng là nó tắt thở, nó dạy cho tất cả người đi tới đưa đám nó biết rằng ta tới ta tính nắm chặt, nhưng ta đi dẫn tay không như thường. Chuyện đó mà mình không học được cái đó, đó, nên học những cái đó thì cuộc sống mình nó rất nhẹ nhàng, rất dễ hơn, dễ dãi hơn đó. Và nên tôi dễ dãi, có muốn tu hành bỏ giờ nào cũng được, quý vị nên nhớ vậy nè. Bởi vì quý vị có nhiều tài sản mà đi khó lắm đó. Ngay cả quý vị đương đi làm mà lương cao, quý vị cũng rất sợ mà đi tu gieo duyên kiêm trùng xin nghỉ từng uổng hơn để kiếm tiền, kiếm để làm gì đó. Quý vị thấy cái đó không? Bởi vì mình tới tay không thì mình đi phải tay không, chứ còn mình tới tay không mình đi mà còn chấp nối tiếc cái này tiếc cái nọ thì mình đi không có được. Quý vị đọc trong kinh thấy có những ông Bà La Môn vào nước chết, tiền không dám xài. Rồi bây giờ chết là thành gì? Thành chó đi vòng vòng đi giữ của. Đó. Đi đâu có được. Còn không thì không thành chó, thì không thành rắn gì để đi xung quanh nữa, thôi để giữ của. Thì mình nên học cái bài học đó để mình bỏ được cái gì, bỏ bớt để cho con người mình dạ. Bởi khi chúng ta vào giáo pháp Đức Phật, ngày dạy chúng ta gì? Ngày dạy chúng ta buông. Cái ngày không dạy chúng ta nắm hay tâu góp, dạy buông. Mà chúng ta không có buông, chúng ta buông cái dở, cái tốt mà chúng ta nghĩ tốt, trong cái gì xứ này tốt đó. Phải không? Nó là ngày dạy buông. Buông như thế nào? Ngày dạy bố thí tức là buông cái gì? Buông những cái điều kiện để làm cho cái bổn sẻn nó không còn ở với chúng ta nữa. Khi mình tùy giới mình buông là buông cái gì? Tức là những cái tham lam bổn sẻn đều nó giúp cho mình, nghĩa là không còn dính mắc được nhiều,
Đó. Ví dụ như mình không trộm cắp thì mình đã buông được rất nhiều chuyện, đã buông ác pháp. Đó. Mình thấy người ta có của, mình không có nghĩ tới cái chuyện, mình nghĩ tới chuyện buông thôi, là mình không có nghĩ tới chuyện giết người ta để mình cướp của. Đó. Có nhiều chuyện như vậy đó. Thành ra các nhà chú giải mới ví dụ là mình bố thí là mình làm cái bình thường, nhưng mình giữ được ngũ giới, tức là mình làm cái chuyện như là rất là cao xa, tức là gọi là đại thí. Bởi vì giữ giới thứ nhất là mình, tại sao gọi là đại thí? Bởi vì mình bố thí mạng sống. Cái thứ hai, mình không tham thích của người ta, là mình bố thí cái sự tự do cho người ta. Cái thứ ba, mình không có liếc ngó ngọt cái sư vợ người ta, chồng người ta, tức là bố thí sự trong sạch cho người ta. Mình không nói dốc nói xạo với người ta, bố thí sự chân thật cho người ta. Đó. Còn mình không có đủ chè với bác thì mình bố thí cái sự an vui cho người khác. Đó, rõ ràng. Chứ mình đi về nhà 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 rồi cái mình nói mửa trước cửa nhà người ta, nó phiền phức phải không? Nên đó mình mới làm những cái chuyện đó như vậy đó, là theo lời Phật dạy. Nên buồn, buồn ít, buồn nhiều tùy theo, tùy theo khả năng của mình. Chứ đừng có bao giờ mình nghĩ mình cứ ôm vô hoài, ôm vô hoài. Nam mô Bụt Tha Giá. Còn 5 phút nữa, gì nào có hỏi gì hỏi đi, rồi chúng tôi sẽ trả mít lại cho ngài trưởng lão. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông. Dạ, bạch ngài, con có câu hỏi. Câu hỏi này thì nói chung là nó cũng có nằm vào trong cái lễ Phật đản. Thì con xin hỏi, để vì cũng trong cái lòng cũng muốn hỏi thì xin ngài giải thích giùm con. Giờ hôm con đi Miến Điện á ngài, thì con có biết rằng là con gặp mấy cô Nico á, là hay đi bắt buổi chiều. Thì con có hỏi là nó là cái luật không được để cho các cô đi bắt buổi sáng, mà dân y á, thì mấy cô cũng không có được dự luôn. Thì con đang thắc mắc cái chỗ đó, thì con hỏi dạ con kính ngài hoan hỷ giải đáp giùm con là vì sao mà Nico là không được dự vào cái lễ dân y Katina, mà cũng không được đi bác buổi sáng mà lại đi bác buổi chiều. Dạ, con kính dâng mít cho ngài, bạch ngài hoan hỷ cho con biết rõ cái điều này tí. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tổ huệ giả, kính thưa chư quý vị. Nghĩa là cái người mà có đủ tư cách để đi bát ở trong có bốn hạng mà thôi. Thứ nhất tỳ kheo, thứ hai tỳ kheo ni, thứ ba sa di, thứ tư là sa di ni. Bây giờ những người ni cô mình gọi tu nữ đó, thì họ chỉ giữ tám giới thôi. Đó. Thành ra người ta nói muốn làm thì đi buổi chiều giống như đi chợ vậy thôi, chứ còn không được làm giống như cái giới tu sĩ. Người làm giới tu sĩ. À. Mà mấy cái nước đó thì họ giữ rất là kỹ cái vấn đề đó. Thành ra họ thấy mà người nữ mà buổi sáng đi đó là họ không có thích. Không có thích. Dù rằng họ biết đó, những người đó là những người tập tu đó, mà họ bên các xứ họ gọi tập tu. Chứ họ không gọi là người tu. Tập tu thì thường buổi chiều họ cũng đem tới nơi họ dâng để cho người đó có bữa ngày mai có ấy được, có đồ ăn đồ gì, nhưng mà họ dâng ngoài cái giờ cái gì của chư tăng để phân biệt. Dẫu rằng họ cạo đầu mặc áo trắng vậy đó cũng chỉ là tu nữ thôi, chứ không phải là người tu. Mà tu nữ ở các xứ đó tu nữ tu nam gì cũng vậy, là chỉ là người tập tu mà thôi, chứ không phải là người tu. Thành đó lý do tại sao mà không được phép đi trị bệnh, không được phép này nọ. Đó, thành ra đó lý do tại sao vậy. Thành ra quý vị mà qua đó mà muốn ấy đó, thì hỏi cái vị đó, hỏi mấy vị thằng ấy đó, ở chỗ nào, trung tâm nào, rồi quý vị tới đó dâng cho người ta đó, để cho đừng có hợp cái luật của quốc gia. Ngoại trừ cái giới bổn của tỳ kheo, tỳ kheo ni của sa di sa ni đó, ở Thái hay là ở Miến Điện hay là Tích Lan, nó đều cái luật riêng dành cho các tu sĩ, luật riêng đàng hoàng.
Ví dụ như bên Thái nhà sư đi vô trong khách sạn là không được. Vô khách sạn là nó to liền cho nó không nói đi nào. Hay là nhà sư đi vô những cái vùng mà ví dụ đông người á, nó cũng không cho. Ví dụ như shopping center này kia là nhà sư vô đó không được. Chứ không phải dễ đâu, nó không cho. Thành ra hồi chúng tôi mà lúc trước mà lâu lâu về Mỹ rồi lại đi qua đó, nhiều khi nó kẹt đi mới qua Miến Điện, nó kẹt ở Thái đó. Nếu chúng tôi vô khách sạn để ngủ qua đêm thôi, là nó vô là nó kêu cảnh sát lại hỏi thì mình nói vậy đó. Tôi nói giờ tôi qua tới đây trễ quá, làm sao tôi có chỗ ngủ, mà không có ngủ thì làm sao? Tôi ở nhà sư không lẽ tôi ngủ giống như người đầu đường xó chợ à? Cái nó gọi thợ vô cái chùa gần đó, nó nói giờ có cần một phòng trống ở trong nhà sư vậy đó. Cái chùa nó ok, biểu trở lại đây, trở lại ngủ sáng đêm. Kêu taxi ra phi trường cái lại, chứ nó đâu có cho tào lao được. Vậy nên nhớ đó, nó không cho, nó rất tôn trọng vậy chứ không có ấy đâu. Mà điều nó tôn trọng nó lo cho mình chứ không phải là nó không lo. Đó. Nhưng mà quý vị, thí dụ quý vị vô đó mà không ấy là nó kêu cảnh sát. Ở Thái, ở Miến Điện thì nó ít hơn. Chứ Thái đó, thường thường ông sư đó mà 11:45 mà vô rồi kêu tô phở đó, là nó chưa kịp bưng phở ra thì cảnh sát tới rồi nó kêu cảnh sát. Nó nói cái giờ này là anh còn vô kêu ăn nữa, là không có được. Chứ không phải là muốn ăn giờ nào ăn được mấy cái xứ đó đó. Nghĩa là Thái nó còn về mấy cái chùa này, nó còn du di đó, nó cho tối đa là 12:15 thôi. Chứ nó không có trễ hơn. Nhưng mà những cái chỗ mà trình thiền đồ này kim sùm đó là 12 cái 10 là nó không cho dùng nữa rồi. Nó ăn sớm lắm, 10 rưỡi nó ăn rồi. Nó vậy đó chứ. Đấy, thành ra quý vị mình hiểu một số cái phong tục người ta, để mình qua mình muốn giúp đỡ những người đó thì mình nên tới thẳng. Ví dụ như mình nói ở Việt Nam vậy đó. Ví dụ mấy ni cô thường ở mấy chùa lớn như chùa Bủ Long này kem sùm đó, thì quý vị dân trong sư dân buổi sáng cũng có thể dân cho mấy cô, được sau khi dân trong sư xong, nhưng mà muốn chắc chắn thì buổi chiều quý vị tới dân những số đồ để buổi sáng cho họ nấu họ ăn được. Bởi vì ni cô thì tu nữ thì họ có cả quyền họ nấu họ dùng, nếu họ không có phạm cái giới ăn chiều và thôi, chứ còn họ không có nói gì hết. Còn nhà sư thì không được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn giả, kính thưa chư quý vị, đã hết giờ, chúng tôi xin thăng, xin gửi mít lại cho đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú đành thai, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông rất là nhiều. Dạ, ngài đã vào đạo tràng giải đáp những câu hỏi của chúng con, để chúng con được hiểu hơn về giáo pháp của Đức Thế Tôn, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con thành kính dâng mít đến ngài Trí Đức ạ. Để ngài kết thúc buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thủ đành thai, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Ma Ca. Nam mô Sang Kha Ca. Xin chào Vinh Kinh Hà vừa đến với Pháp Hội. Hôm nay là cái ngày rằm tháng tư, đại lễ Quy Sắc Tâm Hợp Bồ Tát Đản Sanh, Bồ Tát Thành Đạo và Đức Phật nhập Niết Bàn. Hôm nay thì quý vị được ngài Liễu Tông đến với đạo tràng, và những câu hỏi của quý vị rất là tuyệt vời, đã làm sáng tỏ cái ý nghĩa của ngày rằm tháng tư. Đó là một cái điều mà thiết thực cho những người tu Phật có được một cái tri kiến sáng suốt trên cái lý tưởng, trên con đường đi của mình, rất là quan trọng. Và ngày thứ bảy tới của Việt Nam, hôm nay là thứ năm hả, thì mai là ngày của Huynh Kinh, và ngày mốt là ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy đó ở Việt Nam là ngày 17 âm lịch,
ngày 17 âm lịch. Thì đúng ra là ngày 18 là cái ngày mà sinh nhật của Rum, 12 năm. Nhưng mà ngày 18 là ngày Chủ nhật, nhằm ngày của ngài Liễu Tông, thì chúng ta không có đụng chạm tới. Trong cái ngày 17 thì chúng ta làm suốt một ngày, tức là kỷ niệm 12 năm cái Rum Phật giáo Nam truyền này được tồn tại. Thì trong cái sự sinh tồn của cái Rum Phật giáo Nam truyền có những cái ưu, có những cái khuyết điểm, chúng ta phải như ôn lại để có một cái hướng đi, phải có một cái hành trình sắp xếp như thế nào để cái Rum này có nên duy trì hay là chúng ta nên phát triển nó theo cái ý của quý vị. Tức là trong 12 năm lay lắc chúng sống đến bây giờ, và cũng trong cái thời điểm mà cái mùa dịch nó đến, quý vị thấy đến với đạo tràng cũng khó khăn, té lên rớt xuống. Thì trong cái sự bình hoạn, trong cái thời gian mất dịch mà chúng ta lại là cái ngày sinh nhật, thì đó là một cái điều mà chúng tôi sẽ được tiếp thu ý kiến của quý vị, và rất là hoan nghị mời Huynh Kinh ngày thứ bảy, tức là Huynh ngày mai rồi ngày mốt sẽ đến với pháp hội, và những ý kiến của Huynh cho muôn ví dụ pháp cũng là một cái điều mà đạo tràng rất là sôi nổi. Có những người than thở mà cũng có những người rất là hoan nghị, thì chúng ta đóng góp ý kiến để cái ngày sinh nhật của chúng ta được khởi sắc. Mong quý vị hoan hỷ. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được chấm dứt, và những cái lời dạy bảo cũng như Thích Nhật Quỳnh hay nói rằng móc túi của ngài Diệu Tông, hôm nay thì ngài cũng bị lúng túi rồi, tức là đã truyền lại cho quý vị rất nhiều kiến thức trong sự tu tập. Thì với phước lành đó, xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả, rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thanh thiền, xin qua lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thiên văn tín chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, gồm Phật giáo Nam truyền, được an lành tịnh lạc. Ê tê nà sa chê quá chê nà sô thị vô, hô tụ sô bà đà. Do lời chân thật này kính dâng qua phước nên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia. Xin mời sư Công Nhật quan hỷ kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Yani tapu tani sama gatani kumani wa yani wa amike sabbe wa kuta sumana pawantu aku bisa kacang kunantu pasitan tatmani putani sama tasambe metang karo tamano ya baca yani wa carato caranti pintak mahinekata pamata yang king jiwitang kita wahurang wasang gesuwa yang rata panitang nano atitahagate naidang ibuote ratanang panitang kete nasajena suwa dihoto kayang wiragang amatang panitang Tanjaga sanjamune samahito nate samme nasamati kinci dambi samme ratanang banitang ete nasakje nasuwati ho tu yang buata seto bariwan naji sucin samati manang tarikanya ma samadhi na te na samo na vechati dang vi samme ratanang vani tang ete na sacce na
hi nai ya su ga ta sa sa wa ka e te su din na ni ha pha la ni đang bị sang kê ra ta năng ba ni tăng e te na sa ye na su va thi ho tu ye su ba yu ta ma na sa dan he na ni ka mi no go ta ma sa sa năng hi te ba ti ba tăng vì hay ra la ta mu ta niệm bồ tinh quân cha ma na y đăng vi sanh kê ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sa ye na su va thi ho tu ya tinh đắc thi lô ba ta vinh si tô si ya cha tôn phi hoa tê phi a sam ba cam bi yo ta thu ba mang so bu ri chăng qua ta mi yo Ariya Sakya Ni Avecha Basati Dham Mi Sankhe Ratanam Vani Tam Ete Na Sakche Na Suva Ti Ho Tu Ye Ariya Sakya Ni Vipa Vajan Ti Gampi Rapanye Na Sude Sita Kincha Vite Hon Ti Pusat Bhamata Na Te Pavang Atamama Vijan Ti Dham Mi Sankhe kê ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sa chê na su va thi ho a ha wa sa đa sa na sam ba đa ya ta ya su tham ma cha ni ta ya wan ti sa ca ya đê ti vi chi kê ta ngun ta si la pa tăng wa bi ya đa ti kinh chi ta tu ha pa ye ni cha vi pa mu to cha cha vi pa na ni a pa bồ ca tung thì đắm bi sanh kê ra ta năng phát ni tăng hệ tê na sa chê na su va thì ho tu kinh cha bi so cam mang ca ro thì ba ba căn ca dê na va cha chê ta sa va a pháp bồ so ta sa ba ti cha đa ya a pháp ba ta di ta ba sa sa vua ta thì đắm bi sanh kê ra ta năng tăng tê na sa chê na su va thi ho tu va na pa gum be ya ta pu si tăng ghe ghim ha na ma se ta tam man min ghim he ta thu ba mang tham ba wa rang a đê sa di ni ba na ga min ba ra mang hi ta ya y đăng ni pu thế ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sa chê na su va thi ho tu va ro va gan yo va ra do va ra ha ro a no ta ro tham ba va gan a di sa di đăng vi bu thế ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sa chê na su va thi ho tu khi năng bu ra năng đa quan na ti sam pa quan yu ra ta chê ta ya ti kê phát minh tê ki na bi cha vi guru na yam ba di bo i đam vi sanh khe ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sa chê na su va thi ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng bê wa ma nu sa bu chi tăng bu tăng na ma sa ma su va thi ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga tăng bê wa ma nu sa bu chi tăng tham mang na ma sa na su va thi ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga tăng bê wa ma nu sa bu chi tăng sang căng na ma sa ma su va thì hô hô tu.